Tiểu Mỹ sau một khoảng thời gian bôn ba giữa dòng đời đầy sóng gió. Tiểu Mỹ quyết định nương thân tại nơi này và làm công việc lái đò đưa khách qua sông. Vào một buổi chiều choạng vạng, có hai vị khách nhờ Tiểu Mỹ đưa qua sông. Đó chính là Adam cùng con trai của mình là A Huy. A Huy là một người chưa chín chắn trong chuyện tình cảm, nên Adam quyết định bắt A Huy đi xem mắt người mà bà lựa chọn. Sau rất nhiều lần giằng co, A Huy đã đưa ra một quyết định quan trọng. Mày tưởng mày là A Huy trong cái câu chuyện vừa rồi hả? A Đò, mở cho Adam nghe cái đoạn á mà A Huy á ưng hận hối lỗi về xin lỗi má của nó. Cái đoạn đó chưa có bác ơi. Ủa chừng nào mới có? Dạ tối nay người ta mới up. Sao lâu quá vậy? Ủa bác ơi, phim gì diêu chứ đâu phải bún mắm bún diêu đâu mà ngày nào cũng có. Ủa em gái, cái ghe của mình có cái máy sao mình không chạy chèo chi cực vậy? Ủa cái máy nào anh? Anh mới nghe cái tiếng chứ. Tiếng em cười á. Trời ơi, con gái nhìn con cười á mà bác. Ủa má, bà bị sao vậy má? Má cười xẻo luôn á. Trời ơi bác hề quá bác ơi. Hồi 18 tuổi bác có đi ngang cái khúc sông này không bác? Chưa bao giờ. Vậy là cười giống thôi chứ con không phải con rơi bác nha. Bác cũng không hy vọng con là con của bác. Em gái, quay đầu thì bờ. Ủa anh ơi, tôi có làm gì sai trái đâu mà quay đầu là bờ. Không, ý nó là quay đầu ghe chở má con tôi về bờ. Dạ. Thiệt tình. Má ơi, má làm ơn đừng có ép hôn con nữa. Con không muốn ép hôn đâu. Con gái. Dạ. Quay đầu ghe đi tiếp. Dạ. Trời ơi, chuyện hôn sự chứ có phải là trò đùa đâu. Muốn quỷ là quỷ hả con? Em gái. Dạ. Quay đầu ghe đưa má con về bờ. Má ơi, người ta nói ép dầu ép mỡ chứ ai mà nỡ ép duyên hả má? Con gái. Dạ. Quay đầu đi tiếp. Dạ. Cá không bằng muối cá ương. Con cãi cha mẹ là trong đường con bao hư nhá. Má con của bác bị làm sao ý? Hai người bị cái gì vậy? Trời đất ơi, sức người đâu phải sức trâu. Chèo quá chèo lại sức đâu mà chèo. À, nói đi, hướng nào? Ờ, này. Một hướng thôi. Ừ má. Chắc chưa? Chắc. Bác đợi con xíu nha. Cái này nó bị méo rồi, con đóng nó lại cái. Bây giờ con muốn làm sao? Ok ok, bác hiểu rồi. Bây giờ con muốn làm sao? Con muốn là bây giờ con lớn rồi, chuyện hôn nhân đại sự của con á, nó để con tự quyết định đi. Ý là bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi, cho nên là con đâu có cần con già này nữa. Yeah! Trời ơi! Bác ơi! Con bị over thinking. Bác được làm con xúc động mạnh hiểu không? Sao mà bác vậy kỳ vậy? Mình chửi con thì mình chửi con thôi. Mình lao xuống đây lỡ mình chết làm sao? Không phải, cái đó chỉ là một cú xoay á, để bác dọa nó thôi. À là bác dọa nó thôi phải không? Đúng rồi, con với bác á, mình hãy hòa với nhau, dọa nó nhá. Cùng nhau dọa ảnh. Ok, con đồng ý. Má... Bây giờ con làm sao? Nói một câu. Má được. Là mày cãi một câu. Đừng má. Bây giờ mày đâu có cần ba má này nữa. Ơi má. Đừng má. Cô gái. Dạ. Hai bác nói đúng không? Dạ. Con cái lớn rồi. Dạ. Nói một câu mà nó cãi ui da 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 da. Nãy nói với con là dọa thôi mà. Bác có sao không? Bác không có sao không? Ơi. Nè má anh đó, tất cả mọi chuyện là tại anh hết. Tại sao vậy hả? Má mình nói chuyện mạnh cãi leo lẻo như vậy. Anh có biết như vậy là bất hiếu lắm không? Con nói vậy đúng không bác? Thấy chưa? Bác nói là đúng đó. Trời ơi, đừng có nói vậy mà. Cứu má tôi lên đi má. Nè, anh ngồi yên đó cho tôi. Đừng manh động. Tôi là người đứng giữa. Để tôi hòa giải cho. Tôi sẽ đứng ra thương lượng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bác ơi, bác ơi. Bác muốn cái gì bác nói với con đi, con truyền đạt cho ảnh cho. Mày á, Buyến,
nghỉ mẹ. Ờ gì vậy, phụ tôi kéo má tôi lên đi. Không được, bây giờ đụng vô bác không cho nè. Bác ơi sao bác lơ lửng dưới hay quá vậy bác. Bây giờ làm sao ta. À được rồi, nè tôi nói nghe nè. Người ta có câu á là người cột dây mới phải là người tháo dây. Rồi tôi hiểu rồi. Ê, hành động dứt khoát lắm á chàng trai. Ủa? Mẹ anh trôi rồi kìa. Ủa sao kêu tôi cởi vậy? Ai biết mà kêu cởi dây lại. Trời. Giờ sao? Ý tôi là anh là người gây ra vấn đề này. Ừ. Anh phải là người giải quyết vấn đề. Bây giờ anh nói cái gì đó cho má anh vui vui, má anh tự leo lên. Tôi biết nói gì cho má tôi vui đây. À, mấy cái câu trên cuốn lịch người ta ghi á, cái gì mà đi tơ khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, cái nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Rồi, cái gì nói nhanh như sao người ta nhớ kịp trời. Rồi, con khác đi nói là mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, mẹ là Phật sống rồi con đi. Ờ rồi mẹ yêu ơi, con yêu mẹ, trời sao dài quá sao tôi nhớ. Tôi đâu có biết đâu, ở nhà má tôi thích mấy câu đó, má anh thích cái gì tôi đâu có biết. Ờ đi, giờ biết nói rồi, câu má tôi thích hả? Ừ. Má tôi thích à, mẹ già như chú chín cây, gió lai mẹ rụng con phải mồ côi. Anh nói cái gì mà má muốn anh làm nhất. Má ơi, má lên đi mà má. Má muốn con cưới ai, con muốn cưới người đó cho má vui lòng, má chịu không? Êm xuôi rồi thấy chưa? Từ đầu anh nói vậy là xong rồi. Thôi bác ơi, con cái nó nghe rồi, lên đi bác. Bác ơi, mình lên đi bác ơi. Ê, nó nghe nè. Hả? Má anh nhẹ lòng rồi đó. Ờ. Anh quên thần á. Nói gì chết má luôn. Anh đi phóng sanh giùm bác đi. Dạ được rồi, để con phóng sanh. Ôi má ơi, cho tôi mượn. Má. Ủa con làm gì vậy? Tôi đưa nước cho má anh đó. Bị sao vậy? Má tôi té xuống dưới uống nước chưa đủ sao còn mời nước? Ủa ai biết đâu, thì tôi coi phim kiếm hiệp á, tôi thấy lúc nào người ta cũng uống nước hết trơn á. Hồi nãy tôi thấy giờ cô nói cũng nhiều quá, chắc khát nước hả? Dạ. Dùng nước đi. Cảm ơn bác. Má đừng làm vậy, con sợ má. Ra đi. Không. Dạ. Làm cái gì kỳ vậy hả? Hồi nãy á, tôi giơ hai cái chân tôi vẫy, tôi kêu là cứu tôi, sống kêu. Ủa con đâu có biết, con tưởng không, bác quẩy là kiểu như bác đập nước, bác vui sướng bác đập nước. Trời ơi, tôi giận cô luôn á, không nói chuyện với cô nữa. Cái gì kỳ vậy? Trời ơi. Anh cười cái gì? Trời. Vui vẻ gì mà cười? Mẹ anh ra nông nổi này là tại anh á. Từ đầu anh không cãi thì đâu có đổ bể vậy. Yeah. Nè. Ồ. Dùng miếng dưa đi cho mát mẻ. Thôi. Đó, dưa ngọt nha. Ủa má, nãy giờ trên đường mình đi đâu có ghé đâu, sao có dưa ăn hả? Nó lụm dưới sông á. Nó lụm đâu? Ghế. Nó lụm dưới sông mà, thấy nó còn nguyên mới lụm lên. Bé. Bác vớt cái dưa dưới sông lên ăn. Bé ơi, cái dưa này đâu phải để ăn. Cái dưa để làm gì? Cái dưa này á, là người ta thả xuống để tìm người đuối nước. Không được rồi. Má ơi. Giờ sao? Má sợ lắm, má sợ ngượng lắm. Bây giờ má phải ngủ để má quên nỗi sợ. Lấy giùm má cái điện thoại đi. Giờ sao? Rồi mở cho má cái nhạc mà má nghe mới dễ ngủ á. Giờ sao má ơi, má con sợ quá má ơi, má. Đừng có kêu tao là má nữa. Trời ơi, má thì kêu là má chứ không lẽ kêu tất diệu hạng. Trời ơi, tự nhiên rừng thiên đất độc, mà kêu tên cúng cơm của tao ra. Hùng quá vậy Trần Hồng Phúc. Trời, má kêu tên luôn rồi đó. Không phải, phải, má lỡ miệng. Chết rồi, tôi lỡ miệng vậy có sao không cô Tiểu Mỹ? Má con bắt gây lộn rồi, con đã cố gắng im lặng rồi, con không nói gì, sao tự nhiên kêu tên con? Không phải ơi, bắt lộn. Má xin lỗi. Bây giờ á, muốn gì cãi với con bác đi Trần Hồng Phúc. Giờ là kêu tên luôn rồi kìa, giờ sao tao mẹ tất diệu hạng? Cái gì vậy, tao nhớ mẹ tất diệu. Đây từ nhiên nó kêu bà tao, tao Mỹ cứu tôi, Tiểu Mỹ ơi. Trời ơi, kêu ba bốn lần tên con vậy, hai nó con gây lộn như tao.
không. Cậu lãnh luôn. Em hỏi anh mệt không? Anh không mệt. Vậy bây giờ ẵm em từ ngoài cửa vô tới đây anh mệt không? Trâu bò sao không biết mệt? Đi chưa khác liền. Bây giờ anh khác với em rồi đúng không? Ai rồi cũng khác. Thôi được rồi. Sẵn cái không khí đang thể dục thể thao như vậy, anh muốn em với anh đi thi thế vận hội hả? Không. Em với anh mình tham gia một cái quy trình sản xuất sinh học khép kín. Ủa anh, tụi mình đang làm công ăn lương á, tự nhiên anh muốn mở xưởng ở nhà làm gì? Không không, ý anh là sản xuất là anh muốn có con. Mà ghê luôn á, em cũng muốn. Buông ra. Hai anh chị định làm cái gì vậy? Dạ làm vợ chồng. Mẹ, đây là đêm tân hôn, tụi con đang chuẩn bị động phòng đó. Dạ. Nè, tôi nói cho anh chị biết, anh chị có động phòng hay động đất hay động kinh hay động quan đi chăng nữa cũng phải hỏi ý kiến tôi. Nè, chưa hết đâu, anh chị còn phải hỏi ý kiến của bà con cô bác gần xa, và đặc biệt nhất là hỏi ý kiến của ông bà tổ tiên.
Bây giờ mẹ sẽ gọi cho bà Năm. À không, mẹ sẽ gọi cho bà Bảy trước, để hỏi coi bà Bảy có đồng ý cho tụi con động phòng vào ngày hôm nay không. Chị Bảy hả chị Bảy? À, tôi Bảy nè. Dạ dạ chị Bảy ơi, chị Bảy, chuyện là vậy nè chị. Là thằng con của em đó, nó mới lấy nhỏ vợ. Hồi sáng chị có đi đám cưới nhớ không? Trời ơi vui muốn chết, tôi hát 60 năm cuộc đời đó. À, dạ dạ dạ, dạ. Nói nghe nè, ý tôi là bây giờ sáng bà đi nhiêu vậy? Tôi đi 2 tờ giấy số. Ok bye. Ủa, lộ nó một hiệp rồi. Nhưng không sao, bây giờ mẹ sẽ gọi một người thứ hai. Con, dạ. Con muốn gọi ai? Sáng chú Chính cùng ly với con, mẹ gọi chú Chính đi. Chú Chính à? Ảo ông, tôi Bảy nữa nè. Bà điên, tôi gọi cho anh Chính bắt mới với bà bắt máy. Ông Chính đang tắm. Nè, tôi mét vợ ông Chính nghe. Bà mới bị điên á, ông Chính là chồng của tôi. Mà ông cưới tôi, giờ bà kêu là ông Bảy đi. Rồi, vợ chồng Bảy Chính thần tài. Nói nghe nè, rồi cái chuyện hồi nãy luôn á, là thằng con của tôi á, nó mới lấy nhỏ vợ nhớ không? Hồi sáng bà mới đi đám cưới đó nhớ không? Hai vợ chồng bà đó. Ừ? Chồng bà đi nhiêu vậy? Chồng tôi đi 2 tờ giấy giò. Ok bye. Lỗ luôn 2 hiệp. Nhưng mà không sao. Ủa? Bây giờ mẹ sẽ gỡ lại. Đó chính là bà Năm Tập Quá, bà bạn thân của mẹ. Chị Năm hả chị Năm? Tôi bà Bảy nữa nè. Mẹ điên. Trời ơi tôi gọi ai bà cũng bắt máy vậy. Trời ơi chồng tôi đang tắm mà hết xà bông. Tôi đi qua nhà bà Năm mua xà bông. À giờ bà qua đi qua bà đang động kinh cắn lưỡi nó không được. Tôi nói giùm nè. Trời ơi rồi có sao không, có sao không đó nghe nè. Là bây giờ tôi muốn gọi là tôi hỏi cái chuyện hồi nãy luôn đó. Bà Năm cũng đi đám cưới đó, sáng bà đi bao nhiêu tiền vậy? Trời ơi bà Năm bà động kinh sáng giờ có đi đâu. Ủa vậy hả? Rồi bye bye nha ba nha ba nha. Trời ơi lỗ luôn nguyên bàn rồi. Mẹ đã vậy còn tốn tiền đi thăm bệnh nữa chứ. Trời ơi con khổ mẹ quá. Mẹ hỏi mấy người gì đâu không à. Thôi được rồi, bây giờ mẹ sẽ hỏi một người nữa, đó chính là bà ngoại của thằng bạn thân của mẹ. Ủa người đó thì liên quan gì tới nhà mình? Nè không có bà đó là không có con nghe. Giờ bà đó là cái người mà tác hợp ba với mẹ đến với nhau đó. Thôi mẹ muốn gọi gì mẹ gọi đi. Mẹ đâu cần gọi điện thoại. Chứ gọi gì? Gọi hồn. Bà chết rồi. Tới mẹ bước qua đây. Dạ. Hồn ai thiệt luôn á, tự nhiên đang tân hôn à. Hồn chưa bao giờ mà đang hứng mà bị ngăn lại. Hai đứa đang định luôn. Động phòng với bộ đồng quan. Xong làm đám cháy, làm đám cưới. Mày đến đây. Bộ hồi đó má mày đẻ cái miệng ra trước hay sao mày nói dữ vậy? Ủa sao mẹ biết? Ủa tao nói đúng hả? Dạ. Thiệt luôn á chứ. Đi luôn, đi luôn, đi ra ngoài luôn, đưa cái nhà đây. Đi luôn. Thứ gì mày quạo không, quạo không? Tao đục vô mặt mày à. Đi ra ngoài. Con dâu gì đâu mà muốn ăn thịt luôn mẹ chồng hả? Để cho mẹ con người ta khấn. Nghe mẹ khấn nè con. Trời ơi. À khỏi ậm à ậm mực, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Đàn ông con trai gì mà ậm à ậm mực ứ ấy hỡi. Echo, thêm echo. Đủ echo. Hồn ai ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé. Trời ơi, tao sợ ma quá mấy đứa ơi. Vô đi, mẹ sợ ma quá mấy đứa ơi. Vô, mẹ sợ ma. Vô đây ngồi xuống. Thiệt mẹ luôn á, bới tô cơm chưa kịp ăn với mẹ luôn á. Cho mẹ mượn đi. Rồi cái muỗng con sao? Hồn ai ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Ngoại ơi, ngoại có linh thiêng thì về đây cho tụi con hỏi chuyện. Ô, ngoại hiển linh. Ngoại ơi, vô đi ngoài. Ông Chính, ông tắm xong chưa? Tôi mua xà bông về rồi nè. Bà Bảy, bà đi đâu đây? Nhà bà hả?
Nhà tôi đó mẹ. Ủa tự nhiên tôi đang đi mua xà bông nhà bà Năm, ai xui khiến tôi vô đây vậy trời? Ngoại xui khiến đó. Hả? Đứng yên. Ngoại ơi, ngoại có linh thiêng thì về đây với chúng con. Bà là bà Bảy đây. Ê! Ngoại tôi đâu? Bà là bà ngoại, đứng thứ bảy kêu bà Bảy. Ồ. Dạ ngoại Bảy ơi. Ngoại Bảy cho con hỏi, ngoại cho con hỏi miếng ngoại. Nói nghe ngoại, chuyện là bây giờ vậy nè, là thằng con của con đó nó mới lấy nhỏ vợ. Nè vợ nó nè, con này nè. Đó, ngoại, bây giờ là tụi nó tính động phòng với nhau. Cho nên là bây giờ con muốn hỏi ngoại là tối nay có cho động phòng được không? Mày nói làm sao chứ hôm nay là ngày tốt, bà Năm bà động kinh là hai đứa này nó động phòng được. Cái gì mà nghiệt ngã vậy trời? Tự nhiên ta động kinh cái ta được động phòng. Không có được, thôi bỏ đi, không có được. Trời mày nói nghe hay lắm, gần như mày tốt lành lắm chứ hồi xưa hả? Mày ăn cơm mà chưa kịp đắng cái kẽn mày ăn cơm rồi ha. Xong rồi ha, đâu có làm đám cưới cho mày kịp, nhà hàng đâu ai nhận, phải kêu chồng về Đồng Nai làm đó thay. Mày nhớ chưa? Nói chung là tao đồng ý. Không đồng ý. Đồng ý. Không đồng ý nghe chưa? Đồng ý. Không đồng ý, đưa đây. Đồng ý cho nó đồng phòng đi. Không. Đồng ý mà. Không. Đồng ý. Không. Hai đứa có muốn đồng phòng không? Dạ muốn. Đứa muốn mẹ coi. Mà quên. Đồng ý. Tao nói được không có đồng ý. Đấy, bên đây. Đồng ý. Mày phản mẹ mày hả? Được rồi. Đừng đồng phòng. Đồng ý rồi. Đồng ý rồi. Ông Chính ơi, đồng không chưa? Ông Chính ơi. Mẹ ơi, vậy là giờ tổ tiên đồng ý rồi đó mẹ. Tổ tiên đồng ý, nhưng mà tôi chưa đồng ý. Bởi vì bây giờ tôi phải chất vấn cô nữa chứ. Con hả? Ừ. Ủa cái chuyện này là mẹ phải tìm hiểu trước khi mẹ cưới con về đây chứ sao mẹ hỏi? Bởi vì lúc đó mẹ rất là bận. Mẹ bận quản lý các cặp anh chị vợ chồng của chồng con, hiểu không? Cô nghe tôi hỏi nè. Dạ. Cô tên gì? Dạ con tên My. Diễm My? Dạ không. Kiều My? Dạ không. Tố My? Dạ không luôn. Chứ cái gì My? Dạ Masubi là My. You're the one, you're the best, Masubi là My. Tên gì mà nghe leo trèo như vậy trời? À, thì ra cô thường xuyên trèo lên người con trai tôi. Là như vậy, bây giờ cô muốn trèo đi đâu? Muốn trèo đi đâu? Cô đợi đó. Con trai, con tên gì? Mẹ là mẹ con đó mẹ. Quên, mẹ quên. Mẹ đẻ nhiều quá, mẹ quên luôn. Mẹ đẻ cái đứa con trai đầu tiên, mẹ đặt cho nó là tên Quân. Dạ. Mẹ muốn người đời biết là nó phải hùng dũng, phải mãnh liệt. Nhưng mà đâu có ngờ, mỗi lần trong cái xóm nó xảy ra cái chuyện gì, cái là người ta rao rằng Quân ác nhân. Thấy chưa? Qua tới cái đứa thứ hai, mẹ mới đặt cái tên là Phường. Vậy mà trong xóm mỗi lần có cái chuyện gì xảy ra là người ta lại rao Phường trộm cướp. Thấy chưa? Nhưng không sao. Qua tới cái đứa thứ ba là con đó, mẹ mới rút kinh nghiệm. Mẹ đặt tên con là gì nè? Tha thứ. Đó, mẹ muốn tha thứ hết tất cả lỗi lầm, những cái nghiệp mà bà Bảy đã gán lên đầu hai anh em con. Nhưng người đời vẫn không buông tha. Mỗi lần trong xóm có cái chuyện gì xảy ra, người ta lại rao rằng cái thứ khốn nạn. Cho vừa lắm, nghiệp lắm. Đó, con thấy chưa? Mẹ đau lắm chứ. Con ơi. Dạ. Mẹ con làm nghề gì? Dạ, mẹ con là tiểu thương, buôn bán nội tạng. Quân giết người. Không, Quân tên con tao. Phường giết người. Không, Phường con tao luôn. Thứ giết. Thứ tên mày đó. Cái lũ giết, lũ tên tao. Giờ là không mẹ biết chửi cái gì hả? Ông mấy mẹ chửi con là cái ngữ đi. Cái gì? Cái ngữ. Ngữ giết. Ngữ tên bà nội mày ơi. Con xin lỗi má. Mẹ hiểu lầm rồi. Ý của con muốn nói với mẹ là mẹ con làm tiểu thương, bán nội tạng có nghĩa là bán phá lấu á. Trời ơi, nó cũng đẹp người đẹp nết. Có ăn có học mà mở miệng ra cái nghe thấy đi xa luôn vậy đó.
nghe hỏi tiếp nè, ba có làm nghề gì? Dạ ba con sửa xe. Chắc cũng đinh tặc. Ông nội có làm nghề gì? Dạ ông nội con trăm tuổi ở không mới đi làm. Quỷ yêu hay sống lâu dữ vậy trời. Bà nội có làm nghề gì? Dạ bà nội con mất rồi. Đáng đời. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Chỗ của tụi con mà mẹ. Mẹ nó làm gì? Mẹ làm cái gì mẹ? Mẹ, con nói với mẹ, mẹ muốn nói gì dòng họ gia đình con cũng được hết, không được quyền đụng tới con. Tôi thích chửi cô thì sao? Con nè, tôi nói cho cô biết, gia đình tôi vô phúc mới có một đứa con dâu như cô. Mẹ nói chuyện, mẹ không được chỉ vào mặt con. Tôi thích chị đó. Con không cho mẹ chỉ vào mặt con. Thấy chưa, thấy chưa? Mẹ chồng nói một câu, con dâu cãi lại chém chèm, chém chèm. Con cho mẹ chỉ vào mặt con, con chỉ. Chết con trai tôi rồi, con có sao không con? Mẹ ơi, con mẹ chọt trong mắt con rồi mẹ. Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con. Đó là cô làm. Cô làm. Hồi nãy mẹ chọt cái mắt ảnh. Cô chọt cái mắt con tôi. Con nói là mẹ đừng có chọt nữa, mẹ chọt cái mắt ảnh. Đừng có chọt con. Au da. Trời ơi con ơi, con có sao không? Mẹ ơi, mẹ cướp đi thị lực của con rồi mẹ ơi. Trời ơi mẹ không có cướp. Con kia, mày đi ra khỏi nhà tao đi. Trời ơi mày mới vô đây có một ngày, mày đâm đuôi mắt con tao. Mày ở đây lâu ngày chắc mày giết tao chết. Con nói là mẹ chọt ảnh, mẹ không được chỉ con nữa. Con nói là mẹ không được chỉ. Con nói là mẹ không được chỉ con nữa. Em đừng có nói gì nữa. Em im đi. Em đừng có nói gì hết á. Anh hiểu em mà. Mẹ đã từng còn lại với hai anh của em rồi. Không con ơi, con này nó tinh vi, nó cao siêu dữ lắm. Rõ ràng hồi nãy nó tán mẹ vậy nè. Cô, em không có nãy cô mẹ đã kích động để mẹ tôi lộn cùi mèo với đoàn lân sư rồng. Cô quá em đáng mày lắm. Tất cả là lỗi tại cô. Cái này là mẹ tự té, còn hồi nãy là mẹ em vô tình. Gì đó em không có cố tình, em không có. Lỗi là tại tôi. Lỗi là tại cái bà già này nè. 3-4 giờ sáng đâu có chịu ngủ. Tại tôi. Thôi, tôi về phòng tôi ngủ đây. Mẹ ơi. Cái gì con? Dạ. Mẹ ơi, đây là cái thùng tiền mừng cưới của tụi con. Không, không, con cái này của mẹ. Dạ không, của tụi không, con cái này của mẹ. Nhưng mà đám cưới không, của không, tụi cái con này của mẹ, mẹ không, 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 cái này của mẹ. Thôi mà, của thôi mà anh. Thôi, mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi, mẹ. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ. Mẹ, sao mà té chỗ nghiệt ngã vậy? Con thấy chưa con? Mẹ vừa đi là nó thoáng đeo vào. Nó sợ mẹ cướp đó con. Con ơi cầm cao lên cho mẹ nhờ. Cảm ơn con. Mẹ. 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 Mẹ tiền của tụi con mà. Mẹ ơi. Mẹ. Đó anh thấy đó. Vậy sao mà sống? Nhưng mà mình mới về nhà mẹ mà. Mình ráng ở 1-2 bữa nữa đi rồi tụi mình đi. Vậy anh phải hứa với em đó. Anh hứa là sau 3 ngày là mình về nhà mình luôn. Không ở đây nữa, được không? Rồi, anh đồng rồi, ý với em rồi. Đi. Anh hứa, đi thì đi. Đi đâu? Tôi mới nghe anh chị nói anh chị...
bởi những cái điều vô lý của mẹ. Vô lý hả? Vậy tôi hỏi anh đã có được một cái nghề ngỏng cho đàng hoàng chưa? Anh đã làm được gì nhiều cho người phụ nữ của anh chưa? Vậy mà anh đòi có thêm một đứa con. Tôi là mẹ nè, tôi cũng khát khao có được một đứa cháu nội. Chứ không phải được sinh ra trong cái sự bồng bột nhất thời của anh chị. Vậy mà anh chị nói tôi vô lý. Vô lý ở chỗ nào? Thôi đủ rồi, tao gây ác xong rồi. Giờ bà con, mọi người thiên hạ, ai muốn chửi rủa tôi cũng được, muốn nói tôi là mẹ chồng ác độc, mẹ chồng bất nhân cũng được. Anh chị khỏi đi đâu hết, để tôi đi. Mẹ đi chị đợi. Mẹ ơi, hai đứa bay bộ sáng sớm đám cưới quỳ chưa đã, hay giờ quỳ nữa? Con trẻ người nông dạ, không hiểu hết những cái toan tính của mẹ dành cho tụi con. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn tụi con đi mẹ. Tụi con nông nổi, con còn nóng nảy, con buông lời xúc phạm tới mẹ. Mẹ đừng có giận con mẹ ơi. Tụi con xin lỗi mẹ. Ơi mày ơi, hai cái đứa này làm cái gì vậy? Đứng dậy cho nè. Con gái con đứa đứng dậy nè. Có vợ có chồng hết rồi nghe. Làm như con nít mới lớn rồi quỳ khóc lóc vậy. Cái điều mẹ mong mỏi nhất bây giờ á là hai đứa hạnh phúc. Vậy thôi, hai đứa nghỉ ngơi đi. Sáng giờ đám cưới mệt rồi đúng không? Nghỉ ngơi đi. Mẹ ơi, giờ này còn nghỉ gì nữa mẹ? 6 giờ sáng rồi mẹ. Thì ra nãy giờ ông chính ổng tắm đêm, còn bà Năm bán tập quá, bán 24/7. Thôi nghe nè. Dạ. Bây giờ mẹ nảy ra cái ý định này. Dạ. Bây giờ hai mẹ con mình ra tiệm ăn sáng đi rồi về ngủ nha. Dạ. Ủa mẹ, còn con sao? Tô cơm nãy đâu? Thôi giỡn đó. Bây giờ mình đi ăn sáng. Đi ăn sáng mà mẹ. Xin cảm ơn phần trình diễn của thí sinh Hoàng Phúc. Và xin cảm ơn phần hỗ trợ của Hoàng Khôi, Ngọc Hoa, Trà Ngọc, là hai thí sinh đến từ Cười Xuyên Việt mùa thứ 2 năm 2016. Hoa ơi, nãy là em té thiệt á hả? Hay là miếng diễn? Nó ra mồ hôi, nó trơn quá, ra nó té. Em làm một cái bẹp nằm nguyên một con luôn á. Thương lắm. Thương em quá à. Tôi khoái bà Bảy quá. Bà Bảy. Mỗi lần em chạy ra là chị với anh Trung khoái chí. Cảm ơn những bạn hỗ trợ diễn nha. Em giả nữ chị không nhận ra em. Chị không nhận ra luôn, em giống một cái người phụ nữ lắm. Tại em ốm ốm sao em mặc cái bộ đồ này nó giống y hệt luôn á. Chị cứ nói là cái bản này đâu có nữ đâu mà sao cái này là nữ. Thành công lắm, khi giả nữ mà vậy là đẹp lắm. Em ơi, khổ dạ, dữ quá coi chừng. Thế nha, bảo đảm con đường này anh chạy nhanh nhất rồi. Bây giờ chạy đu điện kinh cũng chạy lại anh đâu. Dạ. Chạy lên đây. Anh hai, sao anh để người chạy bộ chạy văn minh luôn kìa. Bà này mà anh vô ra là bà hít khói à. Dạ. Ủa, hai người ta chạy bộ người ta mới mệt, mình chạy xe máy mình mệt làm gì? Hả, quên. Em chịu thua chị. Chị gái, chị chạy điền kinh đúng không? Cái làn đường này không phải làn đường điền kinh, này làn đường xe tải. Điền kinh chị chạy sau lưng kìa. Trời ơi, bà chạy kìa. Ôi. Sao ngày nào anh cũng chạy đường này đêm trễ giờ vậy? Baby. Dạ. Anh hai nói biết bao nhiêu lần rồi sao em quên hoài vậy? Sau lưng anh hai là cái gì? Dạ, căn biệt thự. Đúng vậy. Đố em, căn biệt thự này của ai? Dạ, theo lời anh hai nói thì căn biệt thự này là của ba mẹ để lại cho em. Đúng rồi. Tại sao bây giờ hai anh em mình không được ở trong căn biệt thự này? Tại vì bây giờ em còn nhỏ nên em chưa được ở. 18 tuổi em mới được ở. Đúng.
Lúc mà ba mẹ mất á, em còn nhỏ lắm, em không biết đâu. Ba mẹ mình giàu lắm nha, để lại tài sản cho hai anh em mình gia đình rất là nhiều. Để lại cái căn biệt thự này nè, mà không cho ở, biết sao không? Dạ không. Lúc đó ba mẹ nói á, bây giờ tiền nhiều quá, hai anh em mình còn nhỏ, xài bị hư người biết không? Dạ. Phải để lúc mà em 18 tuổi rồi á, anh lớn anh có vợ rồi á, ba mẹ mới cho xài. Dạ. Hiểu không? Ba dạ. Chỉ để lại chiếc xe ba bánh này thôi. Nhớ nha. Dạ. Bởi vậy đó, lúc nào ra ngoài đường á, em cũng phải đặt tâm thế là gì? Dạ. Hai anh em mình rất là giàu. Dạ. Hai anh em mình là đại gia. Dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Anh hai đại gia, chạy lẹ đi. Rồi. Mọi người đã đến với cuộc thi vẽ lớn nhất thành phố CXP. Dạ cảm ơn mọi người. Dạ sở dĩ cuộc thi của chúng tôi đặc biệt là ngoài phần thi vẽ năng khiếu của các em thì các em còn phải thi phần thi thuyết trình. Dạ đây, bây giờ xin mời tất cả thí sinh vào trường đây. Rồi, vậy đây nghe. Rồi, chào chào bắt tay nè. Rồi, chào con. Rồi, vô nghe. Trời ơi, dễ thương quá, vô 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 nghe. Ừ, chào con. Chào mẹ dễ thương quá. Con anh đâu hả? Thi vẽ. Ê, không có được. À, con gái, qua xe chơi nha con. Dạ. Ừ. Hay, ủa kì vậy? Nói nghe. Anh phụ huynh bé đó phải không? Đúng rồi. Em anh mặc đồ lọt chọt vậy sao vô thi được? Anh ơi, cho em gái tôi thi đi, nó thích vẽ lắm. Bây giờ mà nó đi đường xa mà tới đây tôi dắt bộ mệt lắm, tôi năn nỉ. Ê, cha. Chưa hết cái lại người ta tổn thọ. Cho thi nha. Thế bây giờ làm vậy, cho con bé vô thi cũng được. Nhưng mà nó phải là người giữa sau cùng nha. Ok. Ê, vô thi. Dạ. Đi vô. Ê, hả? Đi đâu ngoài vậy cha? Ủa, nói vô sau cùng, vô hết rồi vô. Ai nói? Còn thiếu một người rất là quan trọng. Ủa ai vậy? Đó chính là thiếu gia Tiến Euro. Ủa Tiến, sao con không lên đây? Nguyên cái vàng kèn trắng sao con lên? Quên, lùi lên. Hey, phụ huynh của thí sinh. Dạ. Sao mặc đồ hí gớm vậy? Nhìn là biết à, thí sinh đi thi là nghèo rồi, không cho thi. Dạ. Cho thi đi. Mặc đẹp là vẻ đẹp rồi đó. Trời ơi. Nhìn tôi nhỏ vậy thôi á, chứ đồng đầu tôi là toàn ngoại tệ không đó. Sao rồi? À, ông tin hỏi tôi xem. Vuông đô đổi ra tiền Việt nhiêu? 22.750 đồng. Một bảng Anh? 31.850 đồng. Một euro? 37.250 đồng. Một yên Nhật? 209 đồng. 1.000 đồng tiền Việt Nam? 2 tờ 500 còn lại. Hay. Trời ơi Tiến ơi, con giỏi quá. Con giỏi quá Tiến ơi. Không những con giỏi. Ừ. Mà trước giờ con thi cuộc thi nào, con đều đạt giải nhất. Trời ơi con ơi, cái đó người kêu con là tài đó con tài quá. Tài không quan trọng, quan trọng là phải có tiền. Trời ơi, vậy tiền ở đâu con có? Chị của mẹ con. Mẹ con? Mẹ con là người chống lưng cho con đó. Chị thì chống lưng của con đang ở đâu? Tôi nè. Con trai. Thôi. Dạ. Con. Dạ. Mới xa con có 2 phút mà mẹ nhớ con muốn chết. Con cũng nhớ mẹ muốn chết. Rồi sao sáng đi học uống sữa chưa? Dạ tất nhiên là con uống rồi. Nhưng mà con ghét sữa bò. Ghét sữa bò? Vậy uống sữa mẹ. Uống sữa mẹ thì con mới lùn vậy đó. Cháu con này cái gì hết hả? Chị ơi chị. Gì? Dạ nãy giờ em đứng ở ngoài em coi. Em thiết nghĩ chị đứng trước mặt cháu, hai mẹ con nói chuyện cho dễ nha. Không, phải đứng sau lưng để chống lưng cho nó chứ. Ủa? Cái ý này là sao em chưa hiểu nè. Con, làm cho coi. Con ngã. Mẹ nâng. Con ngã. Mẹ lại nâng. Con lại ngã. Mẹ lại nâng. Hai. Ô, mẹ xin lỗi mà. Dẹp. Dạ. Thi. Nó dạ. Tục mình rồi kìa, thi đi. Dạ. Thảm đỏ, chạy ra. Dạ mời. Em đừng có sợ gì hết. Để xíu đi, bây giờ em vô thi trước đi. 11 giờ mới thi lận. Anh đi mua cái đầm thiệt là đẹp vô cho em thi. Thôi anh hai, em không cần cái đầm đâu. Em chỉ cần anh hai thôi. Tự nhiên cần anh hai, bây giờ anh hai bận, anh hai đi làm rồi. Thôi. Bây giờ nghe lời anh hai nè. Anh không muốn em thua kém với ai hết. Bây giờ đi vô trong thi, anh phải đi mua cái đầm cho em. Anh đi làm, anh sẽ gửi chú Dục Mickey tới đưa cái đầm cho em thay. Em thi thật là tốt biết không? Nhưng mà ở trọng đâu.
Anh làm gì vậy? Thảm đỏ cho em đi. Đi qua luôn. Dạ. Đi đâu nha? Dạ, tạm biệt anh hai. À. Ủa kỳ vậy ta? Nhớ chỗ cái lề đường này có bán đồ mà sao hôm nay vòng lại vắng que vậy? Tụi em nè. Hey. Áo trắng, áo tim, áo xám, áo cam, áo màu tạp nham. Áo cưới, áo ba, áo nhung, áo ngục gì thun. Quần tay quần jean, thêm quần áo lên bộ lừa. Chiều nay thì vô ôm một đống áo xeo em đem về nhà. Quê 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 quê. Hôm nay tụi xeo ủng hộ giùm em đi. Quê 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 quê. Quê 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 quê. Đồ của em bán, nay bán mai nghỉ mốt đi Mỹ. Trời anh ơi. Dạ. Quê 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 quê. Đây là được anh. Còn em là được em. Dạ. Còn đây là được shop. Hỡi anh được nữa kia ơi. Đừng có đứng được mặt ra mà ủng hộ được shop đi anh. Dạ. Ở đây bán nhiều đồ không? Dạ nhiều. Nhiều. Anh làm nghề gì? Nói em bán đồ theo nghề đó. Dạ. Anh ơi. Dạ. Ví dụ như làm đại gia. Mặc áo bà ba. Dạ. Bán nước mắm. Mặc áo cơm. Lái taxi. Mặc bikini. Mặc ốc trống. Mặc phi bóng nha. Trời ơi. Dạ. Và đặc biệt hơn nè, anh mua một cái áo pyjama thì sẽ tặng anh một dĩa hài Thúy Nga. Dạ. Anh mua một cái giấy mới cho anh tặng đĩa hài kêu quên nha anh. Dạ. Và đặc biệt hơn hết nha, anh đem hàng về mà lật ra kiểm thấy bị lỗi bị hư tặng đĩa hài Nam Thư. Tụi em có nhiều đồ đàn ông lắm đó anh. Đúng rồi. À, anh tới đây không mua đồ đàn ông. Ủa, anh mua đồ gì? Mua gì? Mua cái đầm màu hồng đó kìa. Trời ơi. Bữa nay được anh, được em kiếm được chị cả rồi. Trời ơi. Cái giấy này 230 nha anh. 230 hả? Dạ. Bớt 30 còn 200 được không? Em nói thiệt với anh á, bây giờ anh đi chạy vòng đi, anh kiếm chừng nào đủ 30 ngàn anh quay lại tụi em bán cho. Tôi nghe ha. Tôi nghe nè, tôi lái xe ôm mà tôi lái xe ôm bình thường thôi, tôi không biết chữ, lái xe ôm công nghệ như người ta, bắp cứu khó lắm mà bây giờ tôi cần gấp lắm, bây giờ bán giùm tôi được không? Tôi năn nỉ luôn á. Ôi. Bây giờ giao hàng được không? Ấy được, 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 được. Ok. Trời ơi, bữa giờ hả? Chị em á bận muốn chết luôn à, không có giao được. Anh giao giùm em, giao lại cái địa chỉ này nha anh. Tôi không biết chữ. Ờ hai em quên nữa. 5B Phạm Ngũ Lão. Rồi, người nhận hai ông tiên. Nhớ giao nha, nhớ giao nha. Nhớ. Kỹ nha. Dạ cảm ơn chị. 5B Phạm Ngũ Lão. Đừng gọi giống. Cô ơi cô, cô biết địa chỉ 5B Phạm Ngũ Lão ở đâu không cô? Không biết. Trời ơi, trễ giờ quá rồi. Trời ơi, có ai biết nhà hai ông Tiên đâu không? Hai ông Tiên ơi! Tại sao con khóc? Ơi, cái này hai ông Tiên hả? Hai ông phải nhà hai ông Tiên không? Phải. Ờ dạ ông, hai ông Tiên ơi. Ơi. Bây giờ có giao đồ ở đây nè, hai ông Tiên ơi, chưa con nhận cái này nha. Ơi. Hai ông Tiên. Ơi. Ủa hai ông tên Tiên hết hả? Ờ. Ừ. Giống là giống cái chữ Tiên thôi mà khác cái tên lót. Ừ. Ủa vậy chứ ông là cái gì Tiên? Suối Tiên. Trời lạ như vậy. Ủa còn ông là cái gì Tiên? Quy Tiên. Vậy là ông này là Quy Tiên. Ừ. Ông này là Suối Tiên. Rồi ông này là đi chơi. Đúng rồi. Ông này đi chết. Ở nào nghe cũng thanh thản ha. Đúng rồi con. Đi chơi cũng thanh thản, đi chết cũng thanh thản. Chỉ có đi thi là căng thẳng thôi con à. Con căng thẳng con đưa quà để giao cho hai ông nè, ông kiểm hàng rồi đưa tiền cho con. Kiểm hàng. Dạ. Anh hai coi hàng đúng không? Ừ. Rồi đúng rồi nè. Đưa tiền cho con nè. Dạ gửi tiền cho con. Thôi nè nè, bây giờ rảnh không? Rảnh á, chở chúng tôi tới chỗ sinh nhật cháu tôi luôn đi. Không rảnh. Bây giờ con gấp lắm, em gái con cần tiền mua cái đầm. Nè, nói nghe, chở tới đi rồi đưa tiền luôn lượt. Đúng rồi. Thôi, mấy ông ơi, con không đi được đâu. Đưa tiền thêm gấp đôi. Ừ, gần lắm. Gần không? Gần. Ở đâu? Nhỏ cháu đã sinh nhật cái chỗ mà tên ông đó, Suối Tiên đó con. Thôi đi, gần. 7, 7, 7, 7.
ai nói số tiền. Đãi sinh nhật ở chỗ tên tôi, quy tiền. Đãi sinh nhật ở nghỉ địa hả? Cỡ ông là đãi ở 18 tầng địa ngục đó cha. Mày thấy không, mày thấy không? Ổng là anh thôi đó. Hai anh em sống nương tựa nhau căn nhà trống à. Mà lúc nào quan hiếp người ta được hết trơn á trời. Trời trời đất ơi, nó nói nhiều quá. Giá trời cho nó xỉu liền tại chỗ đi. Trời, tự nhiên cái trù tao xỉu, mắc gì phải xỉu. Ai? Chết rồi, chú ơi, chú ơi. Suối, suối, suối. Ừ, vậy vậy đi suối tiền, đừng có quy tiền mà suối tiền. Giúp ổng đi. Dạ, chú ơi, chú tỉnh tỉnh tỉnh, con đang gấp chú ơi. Chú ơi, chú. Trời ơi, ai mới cứu tôi vậy? Con cứu chú đó. Trời ơi. Mày để tao. Trời ơi. Chú ơi, trời ơi. Kinh ổng vô nhà thương. Đi đi đi, chọn. Mẹ lên chú ơi. Đây đây lên đây. Đẩy lên đây, để dây. Ờ, đúng rồi. Ê, ê, nó nghe nè, nó nghe. Ông nằm tướng này mà quẹo vô hẻm nhỏ nhỏ đó, là cái mình ông cứu hẻm, cái đầu cái chân cái đầu hẻm đó. Trời ơi. Cũng biết sửa thế quá ha. Bây giờ con lên con lái đi. Chở ông tới nhà thương giùm đi con. Dạ, con lên ngồi, chở đi nha. Lên chở hè. Rồi mày che mặt tụi tao luôn. Ông chứ là sao? Ông ơi, chịu khó mỏi lưng xuống nha ông. Chạy đi được chưa? Đi đi con. Đi nha. Lẹ lên đi, ông chết bây giờ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đưa nó lên. Dừng lại, dừng lại. Dừng lại. Ủa bị gì vậy? Tao trúng gió rồi. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ tay chân tao cứng đơ. Tao không có ôm ổng được nữa. Mà chịu khó mày xuống mày ôm ổng thì tao đi. Ủa con ôm ổng là ai chạy xe? Thì tao. Chảo. Lớn này. Ủa giờ ổng về ổng chạy xe được không? Được đó, tao ổng đua còn được mà. Dạ. Thôi bây giờ đi, lên 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 đi. Ê, tỉnh dậy, thằng Dương mày nhá. Thằng Dương mày nhá. Dương nào, Dương nào, Dương nào. Thằng Dương, mày nhường chuyện mày đi ra đi. Ê, 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 bắn mày chết. Bắn mày chết. Mày chết chưa trời ơi. Hết đạn rồi. Tụi bay chết hết đi. Đừng có dí nữa. Tao thấy đừng có dí nữa. Anh hai ơi. Anh hai. Có sao không anh hai? Anh hai. Cái gì vậy? Xe đây làm đi, nó chạy gì xuống. Tôi xin lỗi cậu. Cậu ơi, cậu đừng có nóng. Từ từ. Cái gì vậy? Để tôi trả xe lại cho cậu nha cậu. Bé, cứu, cứu anh, cháu tôi, đàn ơi, anh ơi, cứu, cứu cháu tôi đi, cứu anh cháu ơi, tôi, cứu anh cháu tôi. Anh ơi, em nè, anh hai ơi, tôi cứu cháu. Bé An nói nhà, bé An nói nhà nó đợi mình về đó anh hai. Anh hai sinh nhật con An, anh nhớ không? Mình đi về nha. Sinh nhật An. Chú bị gì vậy? Ông có hai đứa cháu ruột, cháu trai của ông nè, còn nhỏ cháu gái. Nó mất năm 7 tuổi. Tôi nhớ bữa đó nhỏ cháu nó đi học, ba má nó được bận đi làm, không có rước nó được, mà nhằm ngay sinh nhật nhỏ nữa. Ông mới đi trước nhỏ, ông hứa là rước nó đi học về, ông chờ nó đi chơi sinh nhật luôn. Mà mày biết ông rồi, ông già mà, ông đâu có chạy xe nhanh được. Ông vừa chạy tới trường á, nhỏ cháu gái nó chạy ra, cái xe tải nó chạy tới. Ông ám ảnh chuyện ra tới giờ, lúc nào cũng nghĩ là tại ông tới trễ mà ông mất nhỏ cháu. Cứ lúc nào ông chợt nhớ ra đó là ông nhớ sinh nhật của nhỏ không à. Cái em đi đặt quà, ông đi gói quà, ông tặng sinh nhật nó, mà đâu có biết nó ở đâu đâu mà tặng. Cứ đi vòng vòng vậy đó. Ông biết làm vậy là ông không có được bình thường chứ, mà phải làm cho ông vui. Tại vì ông là anh ruột của chú mà con. Quà quà con An hả anh hai? An. Quà, anh có phải quà của con An không? An thích
Cậu ơi, đúng cái đầm này rồi. Đúng cái đầm rồi. Đúng cái đầm này rồi. Chú ơi, 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 sao con giật gặp con cái cậu? Chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú bán này con cái đầm này được không chú? Con trời nó gấp lắm chú. Không được đâu cậu ơi. Không bắt cái đầm này là không xong với ông đâu. Không chú ơi, em con nó cần cái đầm này gấp lắm, bây giờ trễ giờ rồi chú ơi. Năn nỉ chú luôn á, mà bây giờ người ta đi rồi con không biết mua cái đầm này đâu chú. Ông trả tiền xe con nãy giờ. Không, con không cần số tiền này đâu. Con cần cái đầm này nè chú. Con cần cái đầm này nè chú ơi. Anh Hai ơi, đi về anh Hai ơi. Chú ơi, chú ơi, con cần cái đầm này mà chú. Anh năn nỉ giùm em ạ. Chú. Anh Hai ơi, tại sao con khóc? Con cần cái đầm này cho em gái của con lắm. Ông tiên cho con. Đi trễ. Cảm ơn ông tiên nhiều lắm. Alo, cho tôi một chú chuột Mickey tới nhà văn hóa, chuột bé Mickey gấp, để lẹ nha, lẹ cho tôi nha, một con chuột Mickey nha. Và bây giờ đây, chúng ta cùng nhau trông chờ phần thi của thí sinh đặc biệt chính là tiếng ở rô. Lời đầu tiên, tiếng Euro xin kính chào quý vị khán giả, quý bậc phụ huynh cùng ban giám khảo thân mến. Tôi là tiếng Euro đến từ International School. Có dạ. Nhà mình nó chợ Bà Chiểu mà. Không, chợ Bà Chiểu là chỗ mẹ bán vàng. Mẹ làm bộ nói cho người ta biết mình bán vàng đó. Nhà thiệt là giàu thưa quý vị. Dạ. Tiếng Euro xin trình bày phần thi của mình. Đây là bức vẽ đầu tiên. Thằng bé này ngồi trên xe hơi là con. Kế bên có ông anh kéo xe ba gác là cử nhân đại học. Cho dù ảnh học giỏi hơn con, nhưng mà điểm xuất phát của ảnh không bao giờ bằng con. Và ý nghĩa sâu xa của bức ảnh này là xe hơi sang hơn xe ba gác. Trời ơi hay quá. Đồng sắc quá con ơi. Hay quá con ơi. Dạ. Tiếp luôn. Sau đây là bức tranh thứ hai. Ông bà ta có câu: một cây làm chẳng lên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Còn đối với con giàu quá mà, tiền bạc con chất thành non, ba cây chùm lại nghèo hon một mình. Hay quá. Con ơi con, mặc dù thơ con có lủng củng, nhưng mà hình con vẽ rất là đẹp, vẽ giống như là in vậy đó con. Đẹp quá chị đi. Nghe người ta mà. Chà, xin mọi người hãy dành cho bé Tiến Aru một tràng pháo tay nữa đi nào. Cảm ơn bé Tiến rất nhiều. Và bây giờ đây, chúng ta còn một phần thi nữa, đó chính là của bé Khánh My. Mickey ơi, anh Hai em không tới hả? Chú Mickey, vậy nếu anh Hai em không tới, chú Mickey coi em thi nha. Và bây giờ, xin mọi người dành một tràng pháo tay cho bé Khánh My. Con xin chào quý thầy cô, quý vị khán giả và tất cả các bạn học sinh. Con tên là Khánh My. Hôm nay con rất may mắn khi được tham dự cuộc thi vẽ này. Với chủ đề gia đình, con xin giới thiệu về phần thi vẽ của con. Đây là nhà của con. Wow, một căn biệt thự đẹp quá. Chú nhìn là chú biết con giàu ngầm rồi. Con ơi con ở trong đây đúng không? Dạ không, 18 tuổi con mới được ở. Ủa sao kỳ vậy con? Dạ, tại đó là lời nói của anh con. Dạ đó là lời nói dối. Thầy cô thường nói dối là xấu. Nhưng anh con không có xấu. Anh con chỉ muốn gieo với con một niềm tin là con không thua kém bất kỳ ai hết. Và con tin vào điều đó, con không thua ai cả. Dù con đang ở trong một căn nhà cấp 4, hàng ngày con chỉ được ăn rau muống, mì gói, nhưng con cảm thấy rất ngon. Tại đó là do anh con nấu. Ba mẹ con mất
Hồi năm anh con mới 10 tuổi, còn con thì mới có 2 tuổi thôi, nên anh con không có được đi học. Anh con phải đi theo mấy cô chú trong xóm bán vé số, rửa chén, nấu cơm, phụ người ta để kiếm tiền cho con học. Anh con nói với con, bây giờ anh đang làm một công ty điều hành vận tải, nhưng con biết anh con chỉ là một người lái xe ôm. Anh con chỉ có con là người thân, còn bạn của anh hai là nắng, mưa, những con đường anh hai rong ruổi từ sáng cho đến tối. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng anh con chưa bao giờ thất hứa với con. Anh con còn tặng quà cho con và nhờ chút chuột Mickey gửi đến cho con. Dạ. Con ơi con, cho chú hỏi con câu này nha. Dạ. Vậy chú chuột Mickey này là bạn của anh hai con đúng không? Dạ không. Chú chuột Mickey này là anh hai của con. Sao biết hết mấy chuyện này? Tại vì em là em ruột của anh mà. Em tự hào về điều đó. Dân thưa quý vị, một lần nữa hãy cho một tràng pháo tay dành cho bài thi của bé Khánh My. Và bây giờ đây, chúng ta cùng hồi hộp để chờ kết quả của chương trình. Và người chiến thắng trong cuộc thi năm nay đó chính là Tiến Ơn Rô. Ôi, con trai mẹ giỏi quá, đi vô mẹ tưởng nhá. Anh. Dạ. Bé Tiến thấy có giải vậy hay nhất rồi. Vậy giải nhì, giải ba có giải nào em gái có được không anh? À, chương trình này đặc biệt là không có giải nhì, giải ba nè. Không sao đâu, em không cần giải gì hết. Em chỉ quan trọng là có anh thôi. Mình về đi anh hai. Mình đi. Đi về anh hai. Không được. Anh ơi. Em gái tôi nó dễ đẹp lắm. Bây giờ không có giải nhì với ba em gái tôi không cần đâu. Giải khuyến khích, giải nhỏ cũng được. Nó phải có giải để nó có động lực mà. Nó dễ đẹp mà anh. Anh à, ở đây tất cả mọi người đều biết rằng bé My có thực lực. Và giải khuyến khích không xứng đáng với bé My. Bởi vì bé My, con đã đoạt được giải đặc biệt từ tất cả mọi người ở đây. Đó là một suất học bổng dành cho bé My từ nay cho đến năm 18 tuổi. Em sai rồi Khánh, cũng là ông Tí Hon sai trong cái đêm này rồi. Đối với quan điểm của chị là tụi em quá sai rồi. Dày, làm dày, lỡ vô chung kết rồi làm gì? Chung kết ta có cái hay đúng hơn. Đúng rồi, là có cái hay hơn. Chắc chắn là hay hơn. Chị sao vô tình hơn? Các bạn tự đặt áp lực cho các bạn. Thực sự bài hôm nay tụi em xử lý sân khấu, xử lý không gian từng chỗ một, không chỗ nào bỏ sót. Thậm chí mà hình led tụi em chơi tranh cát. Trời ơi, đối chị lai đậm. Chị nói là dễ chịu, sao mặt chị khó chịu dữ vậy? Không phải, hay người, mà làm người ta khó chịu luôn à. Im lặng cho em nói. Người ta không có biết hay như vậy đâu, hôm qua em đã lén em coi rồi. Bài người ta hay, không có hay bài như vậy ơi. Không có hay như vậy mà tại sao ngày hôm nay mấy người giấu tôi bữa nào? Ở đây nào một cái tiết mục người ta đang được quan nghênh, người ta dễ thương, người ta hồn nhiên trong sáng. Tôi không muốn sự cãi lộn, nếu cãi lộn đi ra. Đau quá, kẹp trung cái nách rồi.
chết thiệt. Trang ơi, Trang dự bị ơi. Ai kêu ta đó? Mặt chó ta đây. À, chó ơi, là thiếp đây. Thiếp là ai? Ra đây, ta xử luôn một lượt. Ồ, mau lên nào. Thật là kỳ cục, là thiếp đây. Dương Nữ Yên đây. Kìa, nàng Dương Tử Yên của ta. Đây, thiếp đây. Tại sao là người yêu mà chàng không nhận ra chứ? Ta tát vô mặt một cái là cắm đầu xuống đất liền với cha. Càng ngày nàng càng bệnh nặng hơn rồi. Ta nghĩ làm sao vậy hả? Nói chuyện với ta mà nàng có thể dùng những cái lời lẽ thô bỉ, chợ búa, nàng như mấy con mẹ bán cáo mà chợ nói chuyện với ta là sao? Thiếp xin lỗi, nhưng mà tại vì chàng không nhận ra thiếp, mà người yêu mà không nhận ra nhau thì ta tát như một cái là cắm đầu xuống đất biết chưa? Kha khe. Khe cái gì mà kha? La nữa đi, cho tắt tiếng chơi. Chàng ơi, sao hôm nay không khí thiếp sợ quá. Ngày hôm nay là ngày luận kiếm võ lâm ở Bạch Đằng Giang. Hả? À không, Tủ Điền Trang. Ồ. Thành thử ra ngày hôm nay chúng ta phải tìm được một võ lông minh chủ có võ công cao cường bậc nhất. Nên ta sợ, sợ địch nó tới, nó địch à, mình bại. Nên nó phải giả dạng như thế. Ta lo đâu có thừa, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nếu như mà kẻ nào có thể tranh lại cái quyền bá chủ võ lâm với chàng, không ai địch lại ta. Đúng rồi. Cho nên nếu như mà nó địch lại chàng thì bát cho mặt nó một cái, nó cắm đầu xuống đất. Đó là vũ khí lợi hại nhất của thiếp. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng tát nó mà nằm cái đầu nó không cắm xuống đất? Thì cái đầu thiếp sẽ cắm xuống đất. Chính xác. Chúc mừng thiếp. Chàng ơi, hãy cố lên, bởi vì xung quanh ta rất là nhiều cao thủ võ lâm. Nếu như chàng không có thể nào thì ta sẽ tát nó mặt nàng. Chúng ta thật là tính táo. Bây giờ chàng hãy vô đây nghỉ ngơi đi, dưỡng sức đi, để biết đâu rằng có một kẻ nào đó đến đây để chúng ta có thể chiến đấu lại thì sao chứ hả? Ta nghĩ là khi mà mọi người tới đây, nếu như chúng ta đánh không lợi, nàng chỉ cần nói chuyện cho nó nhức đầu là nó đã đủ chết rồi. Yên tâm, hãy để tiếp sức. Chàng nhức đầu à? Thiếp xin lỗi. Chưa gì ta thấy là tinh thần ta không bình ổn rồi. Lát nữa nó tới, chưa chắc ta muốn lời nó đâu. Vậy hả? Thiếp xin lỗi. Là do thiếp đó. Thiếp xin lỗi chàng, thiếp xin lỗi chàng. Mà cái đám này cũng ghê gớm thiệt. Sao ghê hả chàng? Hẹn nó mà nó không tới, nó định câu giờ để vợ chồng chúng ta buồn ngủ. Nó tới nó đập vô mặt ta, nó tát vô mặt chúng ta, cắm đầu xuống đất. Nó xài vào dây thun mà. Nó xài vào dây thun rồi. Quá trễ rồi. Có ai không? Có ai đến đánh lộn không? Có ai không? Hỡi người ơi. Ta tới rồi đây. Cái gì? Người là ai mà mặt có vẻ sệ quá vậy? Đó là bao chữ kia bán bánh bao. Cấm miệng. Hai thứ mày khùng à. Làm cái gì có chuyện bao chữ bán bánh bao ở đây? Ta tự giới thiệu, ta là ban chủ cái bang Kiều Phong Lâm. Thì ra ngươi là Kiều Không Long à? Cái gì? Kiều Phong chứ không phải là Kiều Không. Nè, ngươi là Kiều Phong hay là Kiều Phong Long hay là Kiều Phong và Long? Hai ngươi luyện võ mà không luyện văn, dòm cho kỹ và lắng tay cho thật rõ. Kiều Phong Long. Ôi, Phong Ba Bảo Tố vừa táp vô mặt thiếp ướt nhẹp. Ta nói cho người nghe, không phải võ công cao cường là tốt đâu, mà điều quan trọng hết là phải biết vệ sinh răng miệng. Không nên không đánh răng như vậy trước khi ra đường. Đó là vì nội công tôi quá thâm hậu thôi. Không phải, mà do cái bao tử người thúi thôi. Cấm cho người nghe, Kiều Phong ngày trước Hồng Thất Công, ban chủ đời thứ 18 của cái bang, được biết đến như một lão anh hùng hào kiệt, võ công cao cường, chứ không phải là cái loại tài chân hình like Facebook của nhà ngươi. Nói cái gì? Ha, mày bóng nữa rồi kìa. Ta không phải bóng đâu. Đây là môn võ bi kiếp võ công của ta đó. Võ gì mà rắn dữ vậy? Lát ngươi sẽ biết. Đường đường là ban chủ của một cái bang, tại sao ngươi có thể đàn bà đến như vậy được chứ?
Đó là cái gì? Ta quá luyện khổ cực, cho nên ta đã hơi biến đổi một chút xíu thôi. Cái bang ngươi là bang gì mà sao đàn bà dữ vậy? Ta là bang chủ cái bang. Có nghĩa là gì? Là gì? Là chủ một cái bang toàn giống cái. Trời đất ơi, thôi chết rồi. Trời ơi, như vậy là cái bang đã luận bại rồi. Mà bây giờ nó đang trở thành một cái bang của mấy con quỷ cái. Cha chả. Cái gì? Tại sao ngươi đến đây có một mình, còn đệ tử của ngươi đâu? Đối phó với hai ngươi chỉ còn một mình ta là đủ. Quan đệ tử của ta rất là bận rộn, tụi nó phải đi đâu làm ăn. Làm ăn? Cha ơi, đệ tử của hắn làm ăn cái gì vậy chàng? Ăn xin thôi nàng. Ăn xin à? Nói bậy. Giang hồ hành tẩu không có được xúc phạm nghề nghiệp người khác. Ngươi ăn xin, tao nói ăn xin chứ tao có xúc phạm gì hả ngươi đâu. Không phải là ăn xin. Cái là không ăn xin thì là gì? Mà là xin ăn. Hả? Ủa, khác nhau hả cha? Ta tát cho một cái cách đầu trời đất. Nó khổn lắm. Tát cái gì mà tát hoài vậy? Nó khác nhau chứ. Chỗ nào? Xin với xin ăn khác nhau chỗ nào? Xin ăn là xin rồi mới ăn. Ờ. Một cách lịch sự đàng hoàng. Ờ. Còn ăn xin, ăn rồi mới xin, đó là gọi ăn giật, hiểu chưa? Chà, chà. Cái con bóng bất chấp kia, cái gì thì cũng bắt bẻ được. Hồi nãy tao nói ăn xin thì ngươi bắt bẻ, nếu tao nói ăn mài, ngươi có giận ngươi nói mài ăn đi. Sao? Đừng có tức, nóng nó xà xuống. Sao? Ai? Anh gì? Ai? Ai xuất hiện cái gì? Cha ơi, cẩn thận, cha ơi. Ai? 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 Mày ho lao hả? Mày ra mày ho thế ghê vậy? Hey. Ngươi là ai? Tân Túc Lão Tiên, pháp luật vô liêm, sừng tên thiên hạ, cao thủ võ lâm. Tân Túc Lão Tiên, pháp... Ây da! Ây da! Ai cho mày ra mày xả rác, mày điên rồi mày đứng mày phát tờ rơi mày? Hả mày? Mày khùng hả mày? Tôi là đệ tử của Tân Túc Lão Tiên. À, thì ra là đệ tử của Tân Túc Lão Tiên. Đúng vậy. Mày là sinh viên tử túc phải không mày? Hey. Cái gì? Đệ tử của Tân Túc Lão Tiên nè Hoàng. Tân Túc Lão Tiên pháp lực thôi. Một lát mày lụm nghe mày. Mày xả. Mày tin tao. Sao mà lại với từ nhàn bạc hoài vậy hả? Cái thằng này nó đứng như ngã tư hoài nè. Tư phụ của tôi dặn là đi tới đâu gặp đối thủ phải hô hết như vậy. Như vậy mới làm cho người ta sợ. Mày sợ à, mày sợ à. Mày quần chúng mà mày la như giặc vậy đó. Bây giờ quan trọng là cái thằng cha cố nội, cái ông cố nội mà Tử Túc Lão Tiên đâu rồi? Sư phụ của tôi ở đây. Tân Túc Lão Tiên pháp lực vô liêm, đơn thân như bà không lại nhớ lắm. Mấy cái con chạy hoài gì? Ai biết đâu ơi, ổng đâu? Ổng ở đây. Tân Túc Lão Tiên pháp lực vô liêm, đơn thân như bà không lại nhớ lắm. Đâu? Khỏi thấy con gì chạy hoài. Ai biết như vậy mà con nói hả? Ổng đâu? Sư phụ tôi ở đây. Tân Túc Lão Tiên ổng nhà. Ai vậy? Ai vậy? Ai quánh như vậy? Hiểu mày. Sư phụ, tao sợ mày nhục. Mày đưa tay bên kia mà tao đứng bên đây tao chạy qua bên góc đó để tao đi ra cho mày đúng tâm lý mày. Tự nhiên mày đổ qua đây. Thôi kệ, tao cũng chạy qua đây. Rồi cuối cùng mày chỉ qua bên kia lại. Khốn nạn. Tại con thấy sư phụ chạy lố chớn quá. Con chưa có phản ứng kịp, con chỉ lại. Ai biểu nè, ai chuẩn bị vô nè. Đây là thi đấu. Dạ, yeah. Để con lấy lại tinh thần. Tinh tốc Lão Tiên. Pháp lực vô đi. Rồi chết luôn, chôn luôn, rải luôn, rải cho tiền bạc luôn. Khốn nạn. Tại sao? Tại sao dám cắt hình của má tao rãi như vậy? À, cái gì? Không có giấy lấy hình của má tao mà cắt à? Dạ, dạ, dạ. Trời ơi. Đúng gì? Dán lại nghe chưa? Dạ, 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 dạ. Giấy này mày lấy Thu Trang Gia Trang ra phải không mày? Hả? Mày lấy Thu Gia Trang ra đúng không? Phải không? Đúng vậy. Thằng này thật là quá đáng. Hình thờ của má tôi trên bàn thờ mà nó lấy xuống nó cắt nó rãi chơi vậy đó. Thôi đi. Ta đã nhớ Thu Trang Sư Thái là một người đức cao vọng trọng. Bà ta đã quá cố lâu rồi. Người chết không nên đụng vào. Đúng. Nè, cái thằng được trả lương để la làng kia. Dạ. Cái gã mặc áo xanh lè kia là ai? Đây là Tân Túc Lão Tiên pháp lực chưa biết không lệnh thiên hạ. Tao nghe mày nói đúng rồi. Tao không cần cái đội sao mày. Thằng điên, mày dư hơi quá. Ông mới dư hơi đó. Bây giờ để tao hỏi nè. Thì ra là Tân Túc Lão Tiên pháp lực chưa biết không lệnh thiên hạ cao thủ giỏi lắm. Cái chỗ này là tao nói được rồi. Dạ dạ dạ, dạ. Nó nhiều cái máy vậy trời. Bấm nút là nó nói nè. Tân Túc Lão Tiên pháp lực chưa biết. Cho cô đi nè. Thì lâu. Cái cánh nhậu cũng đất nha. Hứa đó mà lây lẹ vô à. Nghe đây. Tinh Túc Lão Tiên pháp lực vô biên. Không lên thiên hạ cao thủ võ lâm. Tinh Túc Lão Tiên. Tao lại mày nè. Tao lại mày ha. Tao lại mày nha. Nè. Ba đường lây qua đường nào mà lẹ dòng cứu nội. Hả? Đường liệu. Để yên ta nói chuyện với người ta. Nha.
phải có cái sự chào đầu để khi mình giết nó mình biết nó lại nha. Lui lại được không? Nói chuyện với người nào nhìn mặt người đó, đứng nguyên cục thịt ở đây ai mà ngó được. Lùi lại đi. Ông đứng sâu lắm mà cái mặt ông bự quá nên mà ông bị dồ ra đó. Lui tao lui à. Tao lui. Lùi cũng bóng. Nào, chúng ta cùng lên. Trời ơi. Lên bóng hơn. Tinh túc đạo thiên. Pháp lực. Tao me, tao me sẵn rồi mà cũng còn pháp lực. Tao me rồi đó. Tinh túc đạo thiên. Dạo này công việc kinh doanh của nhà ngươi thế nào rồi? Cái gì? Kinh doanh cái vụ gì? Bán bún mắm đúng không? Làm cái cây đó là để quất ruồi chứ gì? Hả? Dám sỉ nhục ta. Mấy hôm nay tôi lên núi Võ Đang để luyện tập. Chờ tới ngày này xuống đây để trừng trị nhà ngươi đó. Ngươi đừng đùa. Với công lực của nhà ngươi mà đòi xưng danh Võ Lâm mà. Tôi tát cái cắm đầu đó kìa. Ổn sợ. Được. Nói nhiều làm gì chỉ bằng hành động. Lâu là. Dạ. Đem 4 chung rượu ra đây. Uống xong 4 chung rượu. Trong 4 chúng ta chỉ có 3 đứa được về, đứa còn lại phải nằm lại chỗ này. Nè, xàm xí đú vừa thôi. Trước khi tranh đấu võ công mà còn đợi ngươi nhậu xong nữa hả? Uống rượu vô thì ta mới đủ bản lãnh để đánh lộn. Nói một cái chuyện quan đường như vậy mà nghe được, nàng thấy sao? Hắn rất có lý. Trời ơi, nó ngu dễ sợ, nó bán đứng chồng nó luôn. Thôi được rồi, phu nhân ta đã đồng ý. Là đây. Ôi, mày mời giọng mẹ ai mà thèm uống hả mày? Mày mời mày phải mời đàng hoàng lịch sự. Mày mời cái kiểu mà mày nạt cái mặt ta ai thèm uống. Mày mắc cười quá à. Ô cha, nó uống không vừa một ly luôn mới chết chứ. Ừ, ngon lắm. Còn dính cái son ở đây luôn nè. Dạ. Ê. Dạ. Con đàn bà mất nết kia. Rồi nó mời rượu uống vậy rồi nó đưa rượu độc rồi làm sao? Thiếp biết chứ, thiếp là người rất thích uống rượu. Cho nên thiếp biết trong 4 cái chung rượu đó có một chung rượu độc. Cho nên thiếp uống hết tất cả 4 chung và thiếp biết chắc chắn trong đó có một chung rượu là chung rượu giải. Cho nên thiếp uống hết cho nó an toàn. Sai rồi. Dù vậy cả 4 chung đều có độc. Thấy chưa, nó không cần tác vẫn cắm động đất rồi, thấy chưa? Đừng vậy đi, nó giỡn đó. Giỡn thiệt à? Giỡn. Ta biết là giỡn đó chứ, cho nên ta giả bộ xíu thôi. Giỡn, ta cũng giỡn mà. Đừng nói nhiều nữa. Chiến đấu đi. Thôi được rồi, hãy xem video tiêu của ta đây. À, chàng ơi, cẩn thận chàng ơi. Hãy cẩn thận chàng à. Ôi, thật là nguy hiểm. Ê, mày phóng liền đi, mày nhá hoài mày. Từ từ. Lấy. Ba cái cây phi tiêu rẻ rúng này chỉ để được ở hội chợ lô tô thôi. Ngươi phi 8 cây chứ gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sai. Tao phi tới 10 cây lận. Cái gì? Ngươi phi 10 cây tại sao trong tay ta chỉ có 8 phi tiêu? 2 cây còn lại đâu? Trong nách con. Hả? Sơ phụ, sao chú quăng vô nách con? Sao phóng đường này mà ra đường đó vậy? Trời ơi, không cao lẽ siêu. Nách tao bị tét hay sao tao phóng dây mà cái phi tiêu nó lăn qua đây được? Người có quăng lộn boomerang không? Không biết nữa. Phi tiêu. Yeah! Mày không phục, mày cũng phải phục. Phục đi, học mau. Bây giờ đến phiên con Kiều Phong Lâm. Được, các ngươi sẽ biết bí kíp võ công của ta lợi hại như thế nào. Cẩn thận chàng ơi, võ công của hắn rất là cao cường. Chàng hãy đề phòng hắn, hắn chuẩn bị ra tay. Ôi, thật là nguy hiểm. Cẩn thận chàng ơi. Ôi cẩn thận. Hắn đã xuất chiêu rồi. Cẩn thận chàng ơi.
công lực của nhà ngươi thật sự là gì? Show ra đi. Đó là tô canxi. Trời ơi, Kiều Phong tô canxi rồi chàng ơi. Kiều Phong với Tiệt Chiêu Giang Long Thập Bát Trưởng đâu rồi? Chắc Kiều Giang bán cơm tấm chứ Kiều Phong gì được. Thiệt là làm cho quá rồi, không làm quá gì hết trơn á. Quá múa cho dữ vô. Thôi được rồi, bây giờ tất cả mọi người đều đã bại dưới tay ta. Ta vẫn là quá chủ Võ Lâm. Đơn không à, oh. Đến phiên ta ra tay đây. Nàng mới nói gì? Chà chà, ta đường đường cũng là cao thủ Võ Lâm, chẳng lẽ ta lại nhường cái chức ban chủ cho ngươi? Sao thật là phi lý. Vợ chồng mà đánh lộn với nhau à? Sao lại không chứ, vợ thì vợ, chồng thì chồng, giành chức thì vẫn giành thôi. Nói như vậy đây là family nổi chiến à? Yeah, xem túy quyền của ta đây. Nếu còn không vững mà đồ đánh ta, hãy xem đây. Yeah, ta sẽ giết cái con giang phụ này. Yeah. Trời ơi, quá đáng mà. Một mình nó không hay. Hãy xem đây. Ồ, nãy giờ vẫn chưa đâm trúng à. Dương Tử Quỳnh. Bay, ta là Dương Ngữ Yên. Đặt cái tên chi cho khó nhớ. Bây giờ nàng đã phản bội ta luôn rồi. Bay, không niệm tình xưa nghĩa cũ nữa. Tình xưa nghĩa cũ là gì? Ta sẽ tát vô mặt nàng để nàng cắm đầu xuống đất. Xem ai tát ai. Ra tay đây. Chàng là chúa muôn loài, nàng gồng gánh sáng hà. Trời ơi, đánh nhau rất dở rồi mà còn hát dở nữa. Trời ơi, cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Mấy người, mấy anh, mấy chị làm cái gì đây? Chúng ta đang đại chiến Võ Lâm. Ồ, nè, người có phải là Lý Mặt Sầu không? Ba có Lý Mặt Sầu. Lý Mặt Rệp à? À, trời ơi, Lý Mặt Rệp à? Cái gì? Ngươi thuộc môn phái nào? Ngươi có phải là Diệp Tuyệt Sư Thái phái ngươi tới đây không? Ngươi tên gì? Kiều Phan Lâm. Giàn quá, ngày sau già dữ vậy. Trời ơi, ổn. Xúc phạm. Biết ta là ai không? Đó ai? Là Tự Túc Tiên Sinh. Ồ, vậy à? Cái gì? À, tên ta là tên gì ta quên luôn rồi. Ta cũng quên rồi. Tá Túc Tiên Sinh. Mời Tá Túc Tiên Sinh mời các vị vô uống thuốc. Ôi, lúc vậy? Hả? Nghĩ sao nói vậy hả? Sao? Tụi ta vậy mà là nghĩ sao mà uống thuốc điên? Ông có bị điên không vậy hả? Chúng ta là những cao thủ Võ Lâm, làm sao mà điên được chứ hả? Ông nghĩ sao vậy hả? Dạ dạ không, dạ không, dạ không. Mấy người tỉnh, mấy người tỉnh. À, dạ có một mình con điên, dạ có một mình con điên. À, nói vậy nghe còn vậy thì hãy tính vô hùng với tụi ta đi. Phan, mà đổ đâu ra gì nhiều dữ vậy? Ta đó, một tay ta ăn cắp mang về đó. Người biết không, có một bà trưởng đoàn hát, người đó đến đây thăm con. Và trong thời gian hai mẹ con tâm sự, ta đã lén lút lấy bộ đồ hộ để đây, để về chia tất cả mọi người cùng mặc. Đang làm gì, đang làm gì? Cái gì? Đang đại chiến. Mà chết Võ Lâm. Ai được rồi, ai được rồi? Chưa được, bất chưa được tại. Chưa có ai được cả. Được là người vô. Rồi rồi, vậy thì về uống thuốc đi rồi trở ra họp tiếp. Uống thuốc gì? Nghĩ sao ta đi vậy? Ta sao ta đi được chứ? Thuốc an thần. An thần là gì? An thần để ngủ. Ngủ rồi dậy đánh tiếp. Cái gì? Chị cưng, ngủ cho có sức nè mà. Cái tên kia, người dụ ta uống thuốc để ngủ để người lấy chiếc Võ Lâm bình chủ. Đúng rồi. Không? Như vậy là nó định làm cho chúng ta ngủ để nó đoạt cửu âm chân kinh. Đúng rồi. Rồi ngươi định tranh bá với chúng ta và ngươi đã ám sát chúng ta để lấy cái chức đó à? Ta nghe chúng ta phải không? Anh em đâu? Dạ. Hợp lại giết hắn đi. Dạ. Dạ. Tất cả dừng tay lại. Ta sẽ dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Cái gì? Kim Tiêm Đại Pháp. À. Con qua bên kia, qua bên kia ấy nè. Ông ép. Cái gì vậy? Ê bà ép. Sao tôi
cho heo ấy đâu, bà không thể bà ấy là sai bẻ. Nhìn bà nội. Trời ơi, thì giờ ranh giới ai chỗ đó người ta làm đi. Tự nhiên cái gì mần chi rồi chen với tôi rồi giờ la tôi vậy? Dạ. Con em, dạ. Bắt quả tang. Bắt quả tang. Dạ, 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 cô lính đừng bắt quả tang. Cô đâu? Mẹ ơi, anh lính hả? Trời ơi, sao mà để tóc dài phủ phê, tưởng là đàn bà không à? Im đi, hai người giữ nguyên hiện trường. Nói nghe nè, lính, lính, lính sao mà lính lớn kỹ kỳ vậy lính? Mấy bà, tao ba cái hiện trường này thấy ghê hả? Nó ấy ở đây, nó ấy ở đây thì đứng đây được rồi. Ủa mà tụi tôi làm cái bị cái tội gì? Tụi tôi đâu có giết người cướp của rồi bắt tụi tôi. Nè, bà không cần nói nhiều, bà đứng yên đi. Những lời khai của bà sẽ là bằng chứng trước xã. Đâu đây? Trời ơi, tao nói đạp nguyên một đống ấy luôn à. Mèn ơi, hèn gì đứng trên người tưởng dáng đứng của xã ai già dáng em đứng đạp bạn. Này coi mày. Trời ơi, mày chùi gì á mày? Dính tay đi chùi đại. Trời đất ơi, hết chỗ này nó dính chỗ kia. Trời ơi, mày dạ. Đi ra. Trời ơi, bà đứng yên tại trận. Bay. Dạ. Vui. Dạ thưa xã, con không biết con đứng đâu, tại chỗ nào cũng bất hồ. Mày bây giờ mày nghe tao nè. Dạ. Đứng đâu đứng y chỗ đó. Dạ. Đừng có di chuyển rồi trây trét ra. Cái mùi này nãy giờ nó xông lên tao muốn nín thở rồi nè. Dạ. Mày làm việc với hai cái con mắm này đi. Tội nặng lắm. Nè 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 nè. Ủa tội gì? Tụi tôi tội gì mà làm cái gì mà kêu tụi tôi làm mắm này mắm nọ. Tụi tôi có tuổi đàng hoàng chứ. Trời đất ơi, bà hỏi bà tội gì hả bà? Tội gì? Người coi đi, ô nhiễm môi trường, thấy không? Trời ơi, cái này là con vật nó ấy đâu phải tụi con ấy đâu mà giờ kêu tụi con ô nhiễm môi trường. Đừng lấn chiếm đất cầm phải không? Để con xử cái vụ này qua. Bây giờ tới phần trách nhiệm của con rồi. Mời Quang bước ra đằng sau. Thôi Quang đứng đó đi. Quang bước Quang đá văng lung tung nó mệt lắm. Để con động. Chịu hết nổi rồi. Tất cả cái gì? Để con quạt cho Quang nha. Quang ơi, quạt cái... mày ơi. Trời đất ơi, mày hất ở dưới lên để cho chết tao hả? Trời đất ơi. Quang ơi, trước cái chỗ dân làng Quang đừng có kẹp cái này không được Quang. Rồi. Rồi nói chuyện với mấy người nè. Đó. Hay quá, Quang sáng tạo quá. Ủa sao tự nhiên bịch bùng như là Ả Rập Xê Út vậy? Trời, mấy người thử quen mấy mùi này rồi. Còn tôi, hương chức hậu thời, tôi làm gì tôi thử được mấy mùi này. Tôi không có chịu nổi, hiểu chưa? Trời. Dạ. Dạ thưa Quang, để con luận tội mấy đứa này. Chưa gì mà nó già mồm, nó nhảy vô trong họng mình không à. Dạ thưa Quang, để con đọc. Phụng Thiên thừa giận. Quá. Dạ. Phụng Thiên thừa giận. Phải gỡ cái này ra tôi. Thì Phụng Thiên thừa nhận. Dạ không có, con đọc lòng. Cái này chiếu chỉ của triều đình hả mày? Đây 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 rồi Quang. Để con xin phép đọc lại. Xuân hạ thu đông. Trời ban. Báo thời tiết ở đây hả? Trời ban ngũ cốc. Mày trong thế hả? Lộn văn. À đây đây rồi đây rồi. Con đọc đó Quang. Quang quang thư cu. Tại Hà Chi Châu. Yên. Mày dắt nguyên đám mày vô lầu xanh chơi bời đâu hả mày? Thì đâu có đâu. Thế cái vụ gì mà có yếu điệu? Hả? Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cái vụ này cái đơn ly dị. Thôi cái đơn ly dị mà mày cũng đem ra đây nữa. Vậy thôi Quang nói luôn đi chứ nãy giờ không dịch vậy. Mày đừng có nói với tao hầu tối này mày trốn vợ mày, mày vô lầu xanh. Mày ngủ ở trầm. Mà tao vừa bản mặt mày tao biết mày ngủ với ai nè. Ngủ với ai vậy Quang? Mày ngủ với con Hường phải không? Trời ơi. Rồi con Hường nó quánh má hồng mày nè. Trời. Cái vụ này tao quen lắm nha mày. Trời Quang ơi, tha mạng nha, không có. Tự giờ tối qua con lỡ dạy. Nó mời con vô con khám nó. Không, con khám cái chỗ đó coi thuế má nó đủ không. Dạ nhưng mà cái vụ tội bên này nó đang nặng lắm Quang. Quang xử tội cho nó đi Quang. Tội lấn chiếm đất công, gây ô nhiễm môi trường ha. Tội này là nặng lắm. Tụi bay cầm đầu hai con mắm này. Phản đối vô hiệu. Sao vô hiệu? Ủa mấy ông nói đây là cái đất gì?
đây là cái đất công hả? Không hề nghe. Cái miếng đất này là miếng đất gọi là nhà quan chết chủ. Đất quan chết chủ hồi nào tới giờ có ai vào đây gọi là đất của họ đâu. Cho nên á là tôi cho heo của tôi nó vô đây nó ấy. Mà nó ấy là nó ấy cái chỗ đất quan này chứ không phải là đất công. Khi nào nó ấy trong nhà của quan á thì quan mới phạt của tôi. Lộn gì? Cái này chưa bao giờ. Chưa bao giờ có cái luật nào mà cấm heo ị lên á. Tụi mày không hiểu hả? Đất này là đất công thuộc dạng triều đình quản lý. Mà triều đình đâu có ở đây, có chỉ có tụi tao ở đây thôi. Tụi tao thừa lĩnh của triều đình, bắt tại trận tụi bay cho heo ơi nó ỉ vô trong đất công. Vậy là bay phạm tội ỉ trong đất công. Quang nói đại đi, thúi quá Quang ơi. Ủa mình này hả? Vậy của Quang nè, vợ của Quang đem chó ra ngoài này ỉ được, rồi con của quan đem gà vịt ra ngoài để ỉ được, tại sao quan không phạt mà hà cớ nhiều quan phạt tụi tôi là sao chứ? Quan ơi quan, cho con ý kiến nè quan, mấy cái cục này là ấy là của tụi con thiệt, của con heo của tụi con thiệt. Còn quan nhìn đi, riêng cái cục này đảm bảo của gia đình nhà quan nè. Trời ơi, tao nói nó bự, nó dài thòn lòn, bự chả bá lửa à. Này là của con bò nhà quan đó, đồ nó ra đi nó ấy thu quắc luôn à. Bây giờ không có nói nhiều. Dạ. Tàn chứng rành rành là phải không mày Vui? Dạ đúng rồi. Nộp phạt. Nộp phạt đấy. Nộp phạt. Nộp phạt. Ủa rồi nộp nhiêu? Nộp nhiêu vậy? Mỗi người 200 quan. Trời ơi. Tiền đâu mà tôi nộp phạt qua như vậy chứ? Hai quan còn có lấy đâu mà lấy phản quan? Phản đối, bất phản đối. Cái gì mà phản đối? Cái gì? Mấy người muốn manh động ở đây hả? Ờ. Quan, bây giờ mình cái tội này là cái tội phản đối, cái tội ấy bây giờ mình xử heo đi quan. Đúng, bây giờ nếu mà không có đóng tiền nộp phạt á thì mỗi người nằm xuống đây. Đúng rồi. Cho hai thằng lính vệ nè, nó đè nó quýnh mỗi người 600 heo. Cái gì vậy? Ôi mẹ ơi. Phản đối mấy người làm gì vậy? Mấy người làm gì vậy? Tôi phản đối bất công. Quýnh ra. Mày quýnh đi. Phản đối. Phạt. Để tao qua tao coi lại coi. Dạ. Có chân đạp. Thằng ơi. Nè. Có tiền nộp phạt không? Không. Không có tiền nộp phạt á. Ha? Thì chịu 600 heo. Mày 600 heo. 600 heo hay là tiền nộp phạt? Không. 600 quan. Không. Quýnh cho tao tụi bay. Quýnh. Tao thấy tụi bay quýnh bả mà tao hết nghe thúi luôn á. Con mắm xanh lè này, tụi nó quýnh bà nhẹ hiu à, mà bà làm quá à. Bây giờ tới tôi quýnh nè, chịu nổi 10 heo không? Tổ bà không có tiền nữa phạt. Trời ơi, đúng rồi. Thôi tao quýnh này ha. Quýnh này quay. Trời ơi. Trời ơi. Nộp phạt thì bà ép ơi đau quá. Ê bà sao kỳ vậy bà? Tất cả im lặng nghe quan phán. Dạ. Nè, bây giờ tụi bay nộp phạt phải không? Dạ. Được. Tụi bay không bao giờ mà chịu nổi những cái đòn rồi mà tụi tao đưa ra đâu. Bây giờ bắt được tụi bay tại trận, tụi bay làm ô nhiễm môi trường, làm trên cái miếng đất công này nó không còn nhìn ra công nữa. Hai đứa tụi bay phải nộp phạt 100 quan. Ủa sao tiền đâu? Tiền đâu? Có mấy cục vậy mà lấy 100 quan là tiền đâu mà trả mấy cái vụ này đây? Y như luật định chứ tiền đâu mà trả vậy? Ủa? Nhưng mà luật đưa ra mà tụi tôi không có tiền phạt thì làm sao? Quan ơi. Thì giờ mình vậy mình... vậy là nó hở luật rồi đó quan. Hở luật giờ mình tính sao? Hở luật hả? Dạ. Giờ tính sao đây? Bây giờ mình sửa luật đi. Sửa sao? Thì sửa được chứ bộ. Y nó nói mình vừa làm vừa sửa được không quan? Được không mày?
Chuyện lớn còn sửa được mà chuyện này nhỏ xíu có gì đâu. Sửa được nó có ăn nhậm gì đâu. Ừ. Nó là chữ thôi phải không? Bôi vài hàng ăn được vài đồng xứng với màu. À, mình sửa được đâu có ăn nhậm gì. Ờ, dạ đúng rồi. Vậy giờ Quang. Bây giờ tao sửa nè. À, thấy chưa, thấy chưa. Quang dễ chịu quá. Tụi bay không có khả năng nộp phạt thì phải chịu nhục hình. Dạ, nằm xuống đây tao quýnh tiếp. Cứ bây giờ vậy nè. 100 Quang. Không. Thì 20 Quang á quy đổi thành 10 heo. À. Người thiếu 100 Quang tức là 50 heo. Không có tiền thì đè ra quất tiếp. Ôi phản đối, phản đối. Phản đối, phản đối. Bất công, bất công. Nên y luật. Chuyện gì xảy ra? Dít con heo ấy qua bên chỗ đất của tôi hả? Để đổ thừa tôi hả? Bà rảnh cái cục này của bà thì bà mang về bà hưởng thì tự nhiên bà kêu qua bà đun cho tôi là sao bà? Trời ơi, tao nói tôi cho vô ổng đi hả? Mà không xuống đâu. Nằm giữa đống vàng, ổng nằm giữa đống ấy mà ổng ngủ được hay thiệt á. Ê, bắt được tại trận hay không? Hai con mẹ tính chơi dít tú cầu phân hả? Giỡn mặt hả? Nè, nộp phạt bữa còn chưa tởn, bữa nay còn cái trò dơ dế này phải không? Dạ, thưa xã. Dạ thật sự ra là heo của con ép nè. Dạ, nó cứ ấy ra ngoài cái chỗ đất này hoài. Cho nên nó hôm nay con ra đây con thấy con tức quá. Con mới la nó. Con mới tại sao xã nó biểu là đừng có cho heo ấy mà tại sao ấy hoài. Con tức quá con dít hoài vậy đó hoài. Bà nuôi, bà đừng có mà vu khống nghe chưa? Dạ. Bà nghĩ sao vậy? Tôi từ ngày mà tôi bị phạt 100 quan là tôi đã muốn chết rồi. Bà nghĩ sao mà tôi cho heo ra ấy đây được? Tôi nhốt heo trong chuồng nhà tôi rồi. Heo tôi nó không có ra đây ấy. Heo này là heo của bà. Quan, con. Nên lĩnh lại. Tao sai mày canh rồi mày thấy heo của con nào qua đây ấy. Có phải cái heo của tôi không? Tôi không có biết heo nào mà thấy hai bà, nghe hai bà dứt cái này vô người tôi nè. Trời ơi, anh lính lệ ơi, anh ngủ say, anh không có biết gì hết trơn á. Anh giao mày rồi mày ra mày nằm mày ngủ hả mày? Hả? Dạ, thôi bây giờ xã bây giờ con nói nghe, cái chuyện này con oan ức lắm xã ha. Xã phải làm cho ra lẽ cho con, hôm nay xã phải xử cho ra lẽ. Heo của bà ấy mà cứ một hai đổ thừa con hoài. Nếu mà xã mà xử cho công bằng hả, con sẽ làm cho con sẽ báo con heo rồi con phải bỏ ra 20 quan để là con tài trợ quỹ học bổng cho bên xã mình á. Được rồi, bán heo tài trợ quỹ học bổng nữa hả? Dạ. Nhiều quan? 20 quan. 20 quan. Dạ. Được. Xử cho công bằng. Được, tao ghi nhận. Lính lệ. Dạ. Mày hành lạc cho tao. Dạ. Trời. Quên, hành luật. Mày làm chứng cái vụ luật này đó. Dạ, con làm chứng. Quan ơi, con nói quan. Quan là người công minh, gương mặt quan lúc nào cũng sáng rực rỡ như dần thái dương vậy đó. Trời ơi, cái gì mà quan vừa nghe bà này ủng hộ gì mà tài trợ 20 quan, cái quan hành lạc liền là sao vậy? Bây giờ nè con nè, con ủng hộ tài trợ cho học sinh nghèo sau khi bán heo sau là con 30 quan. À. Dạ, con tài trợ cho người già 40 quan. 40 quan. Con 60 quan. 70 quan. 80 quan dàn heo luôn, chơi luôn. Rồi 100 quan. Thôi. Mày y chang đóng tiền phạt vậy trời. Bây giờ mấy người không có chịu, mấy cái đống đó là của ai hết trơn trời phải không? Không phải của con. Không phải của con. Hai người không chịu phải không? Dạ. Được rồi, nuôi mày không có lợi ích gì trơn trời. Kêu mày canh mà mày còn làm gì ha. Được rồi. Bay đâu? Cho đòi quan pháp y vô đây. Mời quan. Trời, pháp y đó hả? Dạ thưa quan. Quan gọi em. Mày là pháp y đó hả? Dạ thưa quan. Kể từ ngày về đầu quân cho quan, con đã dù mài kinh sự. Và sáng hôm nay con chính thức có bằng pháp y.
Được. Xin qua hai con thể hiện khả năng của mình. Được. Đến đây. Dạ. Xin ra. Trời ơi, pháp y này nhìn cũng sang trọng ha. Mày nhìn cái đống này. Dạ. Rồi mày phân tích mổ xẻ, mày coi coi cái đống này ai là chủ nhân của nó. Dạ, tuân lệnh qua. Trời, pháp y nhìn sang quá mà chỉ suốt ngày đi đi coi ấy, xét nghiệm ấy, coi là cái ấy này của ai ha. Cái này nữa nè. Dạ thưa qua, cô phát hiện có mùi khoai lang dương ngọc. Trời ơi mèn ơi, mùi khoai lang dương ngọc luôn của nhà ăn mẹ này nè. Mẹ ăn khoai lang riết mà người mẹ xanh như củ khoai lang luôn nè. Dạ. Bà. Dạ. Bà là chủ nhân của cái đống này phải không? Dạ không. Vậy nhiều khi con heo của nhà bà này nè qua là càng quét cái rẫy khoai lang nhà con, nhiều khi là heo của bà ăn khoai lang làm sao chứ. Khoan khoan ơi. Cho bà nuôi, bà nuôi. Sao bà cứ vu khống tôi hoài vậy bà nuôi? Còn gì nữa? Quang ơi. Hả? Con phát hiện thấy có xác mít nữa Quang. Dạ dạ dạ. Nhà bà nuôi trồng cây mít. Bà rảnh quá. Con heo nhà bà nó mê cây mít. Nhà tôi ngày nào nó cũng lội bộ qua, nó ăn một mớ mít xong nó về đó. Rồi nó ấy một mớ mít ra là của bà đó. Nuôi đó heo nhà bà đó. Heo nhà bà. Heo của bà. Heo của bà. Heo của bà. Mày lẹ lên. Của ai? Đừng nói lát của tao luôn đi à. Dạ thưa Quang, bây giờ muốn biết kết quả chính xác thì Quang phải cho con đem cái này về thư phòng. Chị. Để con tái chế lại, con mới biết chính xác là của ai. Mày ngu quá, ở đây thử chưa đã, đem về phòng mày thử mày. Thôi kệ, người ta đi đó là cái nghiệp của người ta. Từ nhỏ ta sanh ra là ta đã thích thử cái mùi ấy rồi. Dạ thưa Quang, con xin Quang hãy mang cho con cái đống này để con về nhà con nghiên cứu. Được. Mang về đi, ông mang mấy đống mà ta được. Dạ. Bây giờ chưa biết ai là chủ nhân của cái đống này. Lính lại. Dạ. Ngửa cái nón ra. Tao hốt sạch cái này. Tao đem về thư phòng để mà tìm ra ai là người gây ra cái sự ô nhiễm này. Dạ lớn. Chuyện lớn Quang ơi. Trời ơi. Gì vậy? Ý chỉ của Thánh Thượng tới. Cái gì? Quỳ xuống tiếp chỉ. Quỳ xuống. Phụng Thiên thừa dẫn, Hoàng đế kêu giết. Bấy lâu nay ta xét thấy xã Quang Đàn là dùng trùng hợp chuyện phát triển ngành chăn nuôi gia súc. Này, ta quyết định xây dựng cho xã một trụ sở kinh tài chăm lo thu thuế. Cho nên ta đã quyết định chọn bãi đất trống tại làng này mà xây dựng. Để đảm bảo tính công bằng, ta sẽ bồi hoàn thỏa đáng cho ai là chủ sở hữu của nó. Khâm thử. Khâm thử. Đen nó không tôn trọng giấc ngủ của xã gì hết trơn, chậu vậy. Trời ơi, cái heo của con tự nhiên chết rồi. Không biết sao heo của con chết ngắt hết trơn rồi Quang ơi. Heo của con nó cũng chết hết rồi Quang ơi. Quang ơi. Nào, heo nào chết? Dạ heo của tôi chết. Heo mày bị sao chết? Không hiểu nữa, tự nhiên sao ra cái chuồng heo con nào cũng thấy trợn tròng trắng mắt là chết hết rồi. Trời ơi. Heo mày. Dạ heo của con cũng biết nó ăn cái gì nữa mà trời ơi, nó nằm lật ngửa là nó dơ bốn cái chân lên trên trời, nó chết cứng nhắc luôn à. Tội nghiệp quá. Dạ. Thôi tụi bay đừng có buồn, mai mốt rồi tao sẽ đền cho tụi bay đứa con heo con để làm giống nuôi lại. Dạ, cảm ơn Quang. Quang ơi, giấc ngủ của Quang được thẳng phải không Quang? Tại sao ở nhà Quang không ngủ mà Quang ra ngoài này Quang ngủ vậy? Ở nhà không có mùi. Không quen mùi, không ra. Ủa, không mùi gì? Trời ơi. Mùi ấy. Ủa sao tự nhiên ở đây phân heo quá trời vậy? Mà ấy của mình chết hết rồi, heo của mình chết rồi thì sao ra cái ấy nữa? Ủa mà sao heo tôi chết hết trơn mà tự nhiên ấy đây cả đống luôn vậy? Sao nhiều quá vậy? Ấy của ai vậy? Ủa mà sao ấy ai mà nhiều quá vậy? Chẳng lẽ Quang có ngủ đây có một buổi mà Quang ấy được đóng vậy luôn hả? Không! Cái này súc vật người ta làm chứ con người ai ra đây được? Súc vật ở đây là con gì? Mày nói nghe mày. Nên! Vậy thôi chị pháp đi ra coi cái ấy này là của ai? Cái ấy này là của heo nó ấy. Mà heo ấy này là heo nào? Heo của ai? Heo con chết rồi.
heo bà nuôi cũng chết hết rồi. Toàn bộ cái chỗ ấy này là của heo tao. Ủa hồi nào giờ nhà của ông đâu có nuôi heo đâu. Nhà của ông có nuôi dê với lại nuôi gà với lại nuôi chó thôi mà. Ai nói mày là nhà tao không có nuôi heo. Cả cái huyện này, cả cái phủ này, cả cái xã này biết tao nuôi heo. Heo của nhà tao nó tới 7,000 con. Ngày nào tao cũng dắt heo ra đây ăn ở. Heo của tao nó ị ở đây, thậm chí heo của tao nó đẻ ở đây luôn nè. Nè, tao nói cho mày biết nè, mấy đứa này nè là mấy đứa chăn heo của tao nè. Ha, heo của tao ở đất này. Như vậy đất này là của tao. Đúng vậy. À, tôi biết rồi. Vậy là heo của tôi chết là do ông đầu độc phải không? Ông đầu độc cho heo tụi tôi chết để ông chiếm miếng đất này đúng không? Quay câu miệng lại, không có bằng cớ tao cho tụi bay đi tù một gông nghe chưa? Mày liệu hồn đó. Bây giờ đi, cái miếng đất này, mấy cái cục này của ai? Của mấy con heo nhà tao. Nhìn nó thấy thương quá. Nhờ những cái cục này của mấy con heo đó ỉ mà mình được triều đình đền bù đất cho mình. Cảm ơn tụi bay, cảm ơn mấy con heo. Ôi. Hey, tình hình như thế nào thì không biết, nhưng tôi biết chắc là nhìn cái xe này là tôi móc bọc rồi đó. Chị Tư. Ủa à, sao Nhung phải không? Đúng rồi. Sao cô biết tôi ở đây mà tìm? Sao không biết, đi ngang qua thấy anh đứng ở ngoài đó, đứng với cái xe rác này nè. Cái ủa anh bán ve chai hả? À, tôi bán mua gì cũng có hết. Mời cô ngồi, ngồi nước. Anh Tư khỏe không anh Tư? Cũng khỏe cô. Ủa cô mới dưới quê lên hả? Em lên trên Sài Gòn ở lâu rồi. Ủa vậy hả? À. Em cũng quên. Nhưng mà có một điều là không hiểu tại sao em cứ nhớ anh hoài nên em phải tìm. Sài Gòn này thiếu gì người đẹp. Sao cô không tìm ai đẹp hơn tôi? Cứ lựa cái đẹp vừa vừa vậy hoài. Em cũng không biết tại sao nữa. Tôi còn nhớ ngày xưa trước khi tôi đi học, cô còn hát cải lương cô tặng tôi mà. Đúng rồi, ở đó em hát cải lương. Em hát Lan và Điệp cho anh hát lại cho em nghe nữa mà. Anh đừng... Giờ còn hát được không? Đã lâu lắm rồi, em không biết là em còn nhớ không nữa. Nhưng mà em hát, nếu em quên thì anh hát cho em được không? Có gì tôi nhắc cô. Tôi nhắc cô hát được. Thấy chưa, anh vẫn dễ thương như ngày nào, làm sao mà em lấy chồng được. Trời ơi, cô cứ nói vậy hoài. Cô cứ nói vậy hoài, đâm ra tôi mắc nợ cô á cô. Mình không duyên nợ thì đừng chờ Nhung ơi. Bây giờ anh đứng đó hay là anh ngồi đây em hát? Ra đây hát ngay. Để em nhớ lại xong lúc đó mình làm gì ta, rồi mình mới hát Lan và Điệp. Tôi diễn y chang lại cho cô giống cái lúc mà tôi chuẩn bị đi học vậy á. Sao Nhung, ngày mai á tôi đi học rồi, ở nhà vui vẻ nha. Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ, xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò gió. Xin đừng quên người yêu bé Nhung thà. Dạ. Xin anh đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà. Chốn đô thành á. Chốn đô thành đầy xa hoa cám dỗ. Điệp đừng để lòng mình xa ngã bé tha. Dạ đúng rồi. Điệp đừng để lòng ta ngã bé tha. Đây chút tiền mọn. Đây có chút tiền mọn, xin anh dành dư. Từ lâu anh em dành dụm. Dạ. Đây chút tiền mọn, từ lâu em dành dụm. Trao anh làm lộ phí. Trao cho anh để làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây. Mai mốt đây khi dâm phận rỡ ràng. Xin chớ phụ phàng người yêu duyên cũ. Thì em nói già
rồi, em hát cũng không có còn hay nữa. Thế tôi chứ. Dạ anh hát đi à. Tính em hát mà hát không được. Hát đi anh, em theo dõi. Cô đâu có đưa tiền thiệt đâu. Đưa tiền thiệt mới hát được. Cái gì vậy? Cái nghề của tôi vậy á, đưa tiền tôi mới hát không thôi à. Anh tối ngày chọc em hoài à. Thật thôi, sự thấy em theo dõi cô khỏe vậy á, tôi cũng mừng. Đức Hoàng ơi! Trời ơi! Anh làm gì vậy? Để nãy giờ tôi kiếm anh quá trời. Nói thấp thấp xuống, nói thấp thấp xuống. Mèn ơi! Trời ơi! Đây là cô Sáu Nhung, bạn của anh ngày xưa ở quê. Trời ơi mèn ơi! Chị đẹp quá, chị xoay lại vòng em coi coi. Trời ơi sao chị đẹp quá trời quá đất vậy chị? Bỏ đồ lên đi. Bởi người coi nhìn thấy người ta đẹp rồi bà tự coi lại mình. Nhìn bà thấy ghê hả? Mời chị ngồi chơi chị. Ngồi đi. Mời ngồi ngồi chơi đi. Cái tính bà rộn rãng vậy dạ, chứ không phải bà khùng đâu. Bà điên thôi chứ bà không có khùng. Dạ xin giới thiệu chị, em vợ ảnh. Dạ em chào chị Tư. Dạ em chào dạ. Em chào chị dạ. Trời ơi dạ. Tay thơm quá. Chị nói chuyện đàng dạ, hoàng đi. Dạ dạ em chào chị. Cái tính bà vậy á chứ bà bình thường. Dạ à, chị biết không em là vợ ảnh dạ. Nói chung em cái gì em cũng được hết. Nhanh nhẹn nè, thông minh, lanh lợi, cái gì em cũng có hết. Mà cái sắc đẹp không có thôi. Chị đừng có nói vậy. Phụ nữ mình á, ai cũng đẹp hết á. Là ăn xui là mình phải biết làm đẹp hay không thôi. À, hồi đó tôi cũng có mua mấy cây son về cho bà rồi. Bà đánh hai bữa hết hà. Môi giống miếng thịt bò, đánh vô hai lần, cây son gãy hết. Không có đâu anh Tư, anh hay giỡn nha. Hồi nhỏ tới lớn giờ là tụi tôi ở chung với nhau tụi tôi biết. Hả cái gì? Ở chung với nhau nữa hả? Ủa cô ở chung đó hả? Thì ở chung với nhau, dạ. Ủa, ở chung là ở chung sao? Dạ, ở chung... Ở chung xóm? Dạ, chung xóm với nhau á chị. À, chung xóm hả? Vậy chung xóm không sao? Cứ ngồi chơi đi không sao đâu, bà không có cắn đâu mà sợ. Ủa, sao hôm nay tự nhiên là chỉ lên đây có chuyện gì với gia đình mình mà sao chỉ lên chỉ đẹp quá trời vậy anh? Dạ cũng không có nói dối gì chị, thì nói chung thì từ nhỏ tới lớn giờ em với lại anh Tư này là bạn thân với nhau, thì nói chung là cũng là mối tình đầu của em. Hả? Dạ. Cái gì nữa? Tới giờ tôi cũng ở như vậy, tôi đợi ảnh đó. Trời ơi. Trời cái gì vậy? Nhung, không có gì đâu. Trời ơi. Cái gì vậy chị sao? Bà đây đi. À, nói chung là cái chuyện đó là quá khứ rồi, bây giờ là tôi có vợ với là hai đứa con. Dạ dạ em biết. Rồi mấy đứa con tôi dễ thương lắm. Dạ em đứa biết. Nào cũng học giỏi hết trơn á. Dạ học vợ giỏi. Vợ chồng tôi làm cực khổ vậy nhưng mà được cái con cái tôi nó chăm học. Là hai đứa nhỏ đâu hả anh chị? À, đi học ơi. Đi học tụi rồi. Tụi tôi móc bọc vậy chứ đứa học bác sĩ, đứa học luật sư luôn đó. Giỏi vậy đó. Hai đứa nó học giỏi lắm. Hai con anh chị hay là ai vậy? Thoải mái quá. Anh hai cố lên. Vô. Lên luôn. Lên luôn anh hai. Thôi. Thôi được rồi. Dạ chào ba, chào má. Trời ơi, chị thấy không? Chị thấy con em không? Tụi em móc bọc, móc bao ni lông vậy chứ con tụi em thấy đẹp không? Rần luôn vậy đó. Ai má? Ai ba? À đây là cô Sáu Nhung, bạn của ba. Dạ chào cô Súng Dao. À, sao Sáu Nhung? Cô Sáu Nhung ăn mặc đâu có thua gì những đứa mà trẻ chơi trên thành phố đâu anh. Dạ chị nghĩ đi, hy sinh đời cha mẹ cũng có đời con chứ, tụi em móc bọc cả đời rồi. Trời ơi ta đã mặc như con ma vậy đó. Đời con mình phải đầu tư nó như hết bo hết gơ chứ, đúng không? Nói gì thì nói, tụi nó đi học mà cũng phải cho nó nở mày nở mặt với bạn bè nó, miễn sao nó ngoan là được. Tụi con tôi ngoan lắm. Dạ con kêu ba má con bận giống vậy đi, ba má nói thôi lớn tuổi rồi mặc kỹ lắm. Đúng rồi. Dạ. Mà con kêu ba má con mặc vậy là con có mua đồ cho ba má mặc không? Dạ tại ba má con tiết kiệm. Vậy là con hỏi tụi con ở trên Sài Gòn tụi con học trường ở đâu? Y dạ tụi con này học y nè, này học luật. Học trường y mà trường nào con? Học được trường luật là trường nào con? À dạ con học Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. À đúng rồi. Con học trường luật ở trường nào? Con học trường luật trường luật Hồ Chí Minh. Trường luật đó là cái trường đại học luật mà tên lệ ta gọi là trường đại học luật lệ. Tụi con học giỏi lắm. Mà cái trường học luật đó nó nằm ở đường nào ta? Trường lực đó là nó nằm ngay cô hỏi dồn dập sao nó nhớ được. Từ từ bây giờ học học nhiều quá, bây giờ lực lực
luật ra nhiều quá, luật giao thông luật gì ra nhiều quá. Con đừng nhớ nữa, để con tập trung việc học đi, để mẹ thương. À, sẵn đây về gặp ba má xin tiền đóng tiền học ba má. Cho con xin mỗi đứa thêm 1 triệu. 1 triệu nữa hả con? Dạ. Ủa con. Trời mới ơi. Tuần rồi đó là ba đưa tiền con đóng rồi mà sao bây giờ mỗi đứa 1 triệu nữa dữ vậy? Thôi đưa cho nó đi ông ơi, thì mình móc bọc 3 tháng mới được 1 triệu đưa nó đi. Bữa giờ được. Không phải vậy chứ, con đóng cái môn kia, bây giờ con đóng thêm một cái môn nữa là mổ nội tạng. À bây giờ nó học tới cái mổ nội tạng rồi. À, nó mổ nội tạng hả? Lấy tiền đi, lấy tiền. Con cho cô hỏi nè con. Mổ nội tạng là làm sao rồi con? Giống như là con phải học thêm để mai mốt con mổ không có làm chết người á cô. Mổ đúng lấy đúng chỗ. Tụi nó siêng năng học lắm. Ủa bữa nay thứ mấy ta? Dạ. Bữa nay hình như thứ 7. Dạ. À cái lớp MTV nó có mở cửa không con? Trời có chứ, trời ơi, cái đó là mở coi như ngày nào cũng mở, vui lắm. Cái đó là con... cái gì, cái trường hả? Cái gì con? Dạ cái club. À cái à, vậy tại vì mỗi lần tụi con đi học cái chạy ngang cái chỗ đó, cái tụi con biết, tụi con nhìn lịch tụi con biết. À nó nhìn ngang nó biết. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó sáng dạ chứ. Hình như là cô nhớ không lầm là hình như là club tối nay thứ 7 hình như nó free rượu đó con. Ờ trời ơi thì nó phi chứ. Ờ tụi bạn con nó hay nói vậy. Dạ. Nhưng một chai nó bao nhiêu mà nó phi uổng vậy? Ai biết đâu giờ mấy triệu bạn mà giờ toàn rượu phi cái dạ không phải đâu. Anh hai con là một người học sinh rất là gương mẫu cô. Có nghĩa là bạn bè anh hai ăn chơi dữ lắm. Nhưng mà kể cho anh hai rượu anh hai nhưng mà anh hai không có đi. Anh hai chỉ biết như vậy không. Để chị thôi. Bây giờ là con học hết cái khóa luật pháp rồi, giờ con đang tân tiến để đăng ký để học cái khóa luật rừng nè. Không biết sao. Bây giờ tôi hỏi anh chị có tin tôi không? Ủa nhưng mà tin là tin chuyện gì? Tin có nghĩa là con anh chị nó không có học hành gì hết trơn á. Tôi theo dõi từ đầu tới cuối rồi, mấy năm nay rồi. Không, cái chuyện này là tôi hoàn toàn không bao giờ tin. Tôi biết mà, trời ơi nó lo ăn học dữ lắm. Tôi đi hát tôi cũng gặp chứ không phải là không. Nhưng mà tôi thấy hai em rất là nhiều, uống nhậu nhẹt say xưa rất là nhiều. Cô sao? Ê, tôi nói cô nghe nè. Bây giờ cô có ghét gia đình tôi hay là thương gia đình tôi chịu. Nhưng đặc biệt cô không được gán ghép con tôi như vậy. Bởi vì con tôi nó siêng năng học hành. Nhiều khi người giống người, bây giờ đứa nào nó ăn bằng không giống nhau. Cô đừng nói vậy. Ngày nào tôi cũng chăm sóc nó, tôi quan tâm nó. Tôi đi móc bọc gì chứ lúc nào tôi cũng hỏi thăm tụi nó sống làm sao, ăn làm sao, học làm sao. Hai thăm tử tào lao sắp xuất hiện rồi. Ghê lắm. Làm gì có cái chuyện mà nó đi chơi. Dạ. Thôi anh quá mà tôi phải điên rình đi mò như vậy. Bây giờ anh không tin anh hỏi đi. Đó anh hỏi hai người này đi. Nhân viên vệ sinh công cộng hả? Giữ. Tự nhiên chúng ta sẽ lại. Lộn mèo tôi lưa vậy. Ai vậy? Wow. Sao không? Đây hai cái người này là hai cái người chứng kiến từ đầu tới cuối hai đứa con của anh. Tôi bỏ tiền ra tôi cho hai người này theo dõi anh đó anh Tư. Là tôi tình cảm với tôi đối với anh Tư như cỡ nào. Tôi chỉ cần anh nghe tôi, cho tôi một cơ hội tôi giúp đỡ, tôi âm thầm để cho tôi có một cái niềm vui thôi anh Tư à. Không có đâu, bao nhiêu cái gì vậy? Khi muốn nói vậy làm cho không. Gia đình mình không có được để ủa chị vậy dễ chị làm sao để chị im. Vô đây là chị nói chị thương yêu chồng tôi rồi á, chị giả bộ chị nói con tôi ư rồi đấy rồi chị đến chồng cô sao cô nói cái gì á tôi cảm ơn cô cái đó, nhưng cô nói về con tôi á là tôi không có đồng ý. Bởi vì tôi biết nó siêng năng học hành. Bây giờ bằng chứng đâu? Tôi biết cái tánh của anh. Nếu tôi tới đây mà nói không có bằng chứng thì anh không tin. Thì đây, đây là bằng chứng đây. Đây là bằng chứng đây. Không, cô không có đem hai người, người đeo kính, người khùng khùng, điên điên lăn lộn rồi có kêu bằng chứng. Điên bằng chứng, bằng chứng anh ơi, đưa hình đi. Ông này tên bằng, ông kia tên chứng, kêu bằng chứng hả? Im. Đây. Thấy chưa? Đó anh coi đi. Anh, dạ. Hai đứa này tới trường học là chỗ nào ông nhìn kỹ đi. Có trường học nào mà đèn chói sáng vậy không? Nó vô vũ trường nó nhảy nhót, nó uống rượu nó cặp kè, rồi nó hút thuốc, rồi xong nó dắt đi khách sạn. Rồi nó đập đá nữa, nó đủ thứ hết á. Đập đá trời ơi lại. Đây. Ủa sao cái đèn nó mờ, sao cái người cũng giống vô nó vậy đi. Ông? Đây, mở ra cho cô thấy cái mặt đó. Ba không có đâu, cái này người ta làm Photoshop bây giờ hiện đại lắm, người ta chỉnh đừng hình được. Giờ. Người ta cắt cái mặt con bỏ vô được. Tôi không rảnh đâu mà bỏ tiền ra làm Photoshop. Nè, đây chú nhìn đi. Nè, có đứa nào lên trường học, có đứa nào học bác sĩ mà cái quần nó rách vậy không? Có nào học luật mà mặc đồ như giang hồ vậy không? Nè, có thể cái gia đình tan nát hết rồi. Tan nát hết rồi. Đi đâu vô đây cái gì nói
bậy bạ vậy? Đó con, một đứa con đi học mà con ăn nói chuyện với chú của con như vậy, con đá đít, con đá đồ như vậy. Ba, rồi thật ra thì cô nói cũng đúng, tại con vô trường thì hai đứa con nghe tụi bạn nó dạy nghe cái câu thơ chí lý quá, học không chơi đánh rơi tuổi trẻ mà cũng mừng liền. Chơi còn học mất cả tương lai. Có câu sao nữa hả? Tại mày không biết thôi, câu sao là giờ mày mất rồi. Ai biết, mới nghe đọc câu đầu cắm đầu chạy đi chơi rồi. Trời ơi, nói chuyện đời. Ba, vậy là ba hai con tại nghe tụi bạn nói suối thôi à chứ. Tại sao? Dạ. Tụi mày không thương ba má mày à? Dạ thương chứ ba má. Con xin lỗi ba má. Ba má. Ba tại... lo lắng cho tụi con, quên cả ngày ăn ngày uống của mình. Tới giờ tụi bay lại trả ơn cho ba má bằng cách là ăn chơi lêu lỏng như vậy. Thôi ba, thôi được rồi. Ba má đẻ con ra ngày đêm sáng tối, ba má đi móc bọc nuôi tụi con. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Thấy mặc cái đồ của con này lúc nó 10 tuổi tới giờ nè. Cũng may là có cô Sáu bay. Ba thương tao, ba mới theo dõi tụi bay được. Chứ nếu không á, tụi bay còn gạt cha mẹ tới mức nào nữa hả? Ba. Má ơi. Ba má, con xin lỗi ba má. Chứ thật ra là má. Thật ra là. Thôi ông ơi, con nó cũng còn dại cái mang, nó còn nhỏ nó không biết gì hết trơn. Thôi chú cũng đừng buồn chú ơi, cha mẹ sinh con trời sinh tánh, cô Nhung là cô tốt, cô bắt con là phải đi coi tụi nó sao, lỡ hư cái nào là mày kéo tụi nó về mà con kéo đâu có nổi. Giờ nhắm hai đứa ra bàn kia nuôi không được, để bà nuôi luôn đi. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, đi vô đây rồi tự nhiên cái hả, không có giúp được gì gia đình người ta rồi cái kêu cái tự nhiên cái kêu chồng tôi đi về ở cô sống Nhung là sao? Xin lỗi, xin lỗi. Phải chứ. Ý là nói là cô này cổ tốt với gia đình quá. Bà nhìn lại bà đi, bà giống như cá sấu vậy bà ơi, bà hiểu không? Trời, tôi không biết là tôi cá sấu nhưng mà người ta nói là không có phụ nữ xấu, hiểu không? Đúng rồi. Chỉ có không có thịt cá sấu cho phụ nữ ăn là bà đó. Tôi thích ở con cá sấu được không? Tao tức là tại sao cái người tốt như vậy mà gia đình đối xử tàn nhẫn vậy? Tôi cảm ơn cô Sáu đã lo lắng giúp đỡ cho gia đình tôi. Tôi cũng không biết nói gì. Còn yêu nhau thì về với nhau. Cái gì đó vậy? À. Từ xưa tới giờ tôi yêu anh có. Cho tới giờ phút này tôi 50 tuổi rồi, tôi cũng chưa có chồng nữa. Nhưng mà tôi nói với anh chị tôi không còn ở đây nữa, tôi về Mỹ tôi ở. Chứ thôi tôi không phải ở đây mà để giành chồng của chị đâu nha. Giành làm gì, non nước gì nữa mà giành. Bà ăn hết rồi còn ăn giọng gì nữa, bà nhả cái bả không bắt người ta hốt hả? Đúng rồi. Không còn nha. Bà không lớn hết rồi. Cô Nhung á là cô phải về Mỹ, cô lo gia đình, đồ có công việc bên bệnh, khi nào ổn định thì cô rước ổng qua. Còn cái gì nữa vậy? Trời, cái gì vậy? Sao má mà nát gia đình đâu bà vậy? Vô bà ai chứ? Cái quan trọng nó vô đây là để nó phá nát mà. À, mình phải vững chí lên chứ. À, đúng rồi, mình phải vững chí, mình giữ vững gia đình mình lại chứ. Chị bớt giữ lại, chị bớt lại rồi chị mặc đồ đàng hoàng lại, rồi chị đánh son rồi lên chút chút cũng được. Nó bà cũng muốn làm nữa. Nhưng mà bà sợ bà làm quá, bà thành á hậu cho nên bà thôi. Rồi hai đứa con cũng có làm thôi, học hành mà làm hoài nó không có ra. Bà đẹp rồi, bà không có sửa gì nữa hết trơn, chặt cái đầu người khác gắn vô đầu bà. Trời ơi, đừng biết ông nội. Đàn ông bởi tôi nói phải vững lòng mà. Cho tôi nói chuyện hiền tới đi làm gì. Thôi được rồi. Bây giờ đó tụi con, vì thương ba má tụi bay ráng cố gắng học hành. Dạ con biết rồi. Lỗi đây cũng là lỗi của ba má. Dạ. Cứ đưa tiền cho tụi con đi học mà không quan tâm tới con mình nhiều. Từ nay trở đi á, ba sẽ quan tâm tụi con nhiều hơn. Cho tụi nó nghỉ học về móc da chai đi. Thôi mà. Bác sĩ nào mà đi học mà cái quần sát ráng vậy. Con đi vô thay đi con. À, biết lỗi rồi mà. Tôi cũng ở đây buôn bán. Nếu có dịp gặp lại. Còn yêu nhau thì về với nhau. Đứa cái gì vậy? Vậy vậy? Vậy? Cái rét cái quỷ này ghê vậy. Chân nó ngắn ngắn ngắn. Nó vô trọt ngoài à. Dùm cái tôi. Thôi bỏ đi. Hôm mấy giờ tôi cho anh 100.000 đô anh xài. Cái gì vậy? Bậy bậy bậy. Đừng đừng. Mắc mấy gì cho 100.000 đô. Cho 100.000 đô là cũng đưa tiền cho mấy đứa này đi hút chích nữa. Cho em. Trời ơi. Ông rảnh quá. Cảm ơn cô lo cho gia đình tôi như vậy á là tôi mừng lắm rồi.
để cho tôi biết tụi nó như thế nào để tôi sửa sai. Dạ. Cô cứ qua lợi lo công chuyện, rồi rảnh rảnh ghé thăm vợ chồng tôi. Tôi hy vọng lần sau cô tới với cái sự chung sức của con cái tôi, gia đình tôi tốt hơn. Dạ, chứ bây giờ là thôi. Ơi, khổ quá rồi. Nếu mà anh nói vậy thì tôi quá mừng. Dạ. Cảm dạ. ơn cô. Không có gì. Dạ, cảm ơn chị. Cô đi. Dạ, cảm ơn chị Sáu Nhung. Chị nhớ gửi 100.000 đô liền tay trong ngày hôm nay nha. Tham tiền quá. Hello. Hello. Hello, how are you? I'm fine, thank you, bye thầy. Đúng rồi. Này là cái nhà mà. Đâu phải có gò ma đâu mà sao kêu qua em gò ma nào cả lâu nha. Lần đầu tiên cho Gia Lan xin gửi lời chào thân thương cho trân trọng tới Gia Chu. Mời Gia Chu ngồi. Nói nào ngay là bữa nay Gia Lan tới đây bàn một vài chuyện. Và trước khi bàn thì Gia Lan có một câu muốn nói như vậy. Tôi là Gia Lan nên tôi nói gì thì mấy người phải nghe. Không nghe là dân làng bắt ra trừng phạt là nhổ hết lông. Bớt hết không còn một công lông nào. Yên tâm không có lông không sợ. Dạ, không có lông thì hết lông thì lột tới da. Lột da xong mà không còn da thì mình lóc tới xương. Đó, mình lóc hết xương không còn răng, mình bẻ luôn răng. Nói chung là làm hết tất cả mọi thứ nha. Cho nên là nói gì là phải nghe theo. Dạ, dạ. Dạ, làng là trên hết. Rồi. Cho gửi đứa con đi. Đây đây. Con. Thương. Nè con đi. Chết rồi, nó đòi bù rồi. Bên đây con xưa nhiều nè con. Tôi ra chú có cái gì cho bù đi. Ô. Thôi chịu thua con luôn. Biết sao không? Năm con khỉ thì chơi khỉ. Năm con mèo thì chơi mèo. Tới năm con chó tự nhiên bị chửi là chơi chó à. Đúng rồi, năm con chó là chơi chó, đúng rồi. Rồi, giờ vô vấn đề chính. Dạ. Chẳng qua là lên đây thì thực hiện một vài điều trong giao ước. Là gia đình mấy người là gà con gái cho gia đình tôi. Ha. Thì hôm bữa có giao ước rồi là bây giờ mọi người nói lại cho tôi nghe là gồm những điều gì trong một cái bàn ăn trong cái bữa tiệc. Làm trâu. Là trâu 8-9 món vậy đó. Trâu. Trâu nướng, là trâu luộc, rồi trâu phơi khô. Không được. Bây giờ xã hội gia nhập WTO rồi, ai mà ăn thịt trâu nữa, ác lắm. Trong bàn tiệc là phải có nè, bánh flan, cacao, dưa, cappuccino, papparotti, matcha. Xuống dưới ăn, ở trên núi không có. Mình nhập, mình du nhập lên đây. Đó, ba roti. Ồ, nó đòi bu suốt á. Cho nó bu, nó quen sữa và làng rồi đó. Rồi, ngoài có đó còn cái gì nó nói tôi nghe coi. Thì nếu mà Gia Lan muốn đại gì thì đại thôi. Còn nếu không là vô rừng bắn khỉ về ăn. Không được, sao mà nhà này ngộ ghê. Nhà này có một cái truyền thống giết đồng vật khen. Sao mà cứ đòi hết được giết trâu giờ tới giết khỉ. Ngộ ghê. Thì đâu có biết bây giờ Gia Lan quy định á. Thì làm đại đám cưới á thì ba con lên xóm mà tới ăn vọng rồi về. Chứ đâu có ai làm. Đi ăn đám cưới tới ăn vọng. Ăn giống anh nó về thôi. Cái truyền thống gì ngộ vậy? Mai mốt mà ai mà tới đây do tới ăn giống. Tôi tới đây tôi không cho ăn, tôi cho giọng không. Giọng vô trong mặt từng người. Cũng được, cái đó Gia Lan lớn mà. Gia Lan muốn làm gì làm. Rồi, bây giờ thì tôi cần là có mặt cô con gái ở đây. Để tôi kiểm tra một vài điều coi là có xứng tầm với gia đình của tôi không. Dạ. Bớt tăng đá.
đồng, bớt tan đồng, bớt tan đồng. Bây giờ là trên đây không còn giết trâu nữa nên trâu nhiều lắm, điên là trâu hút nha. Rồi. Đâu đây con. Bên đây bu được rồi nè, bên đây bu nè. Rồi bu bên đây nha con. Trời ơi, cái gì vậy trời? Thề với chị luôn, nó bu chị 3 ngày, chị hạp y như tôi. Cái gì? Bu 3 ngày là sao? Là nó bu vô người chị á, nó bu vô người chị. À, nó bu. Chứ còn đâu, nó bu là hết xưa rồi. Chị nghĩ như vậy thôi, nhưng mà tôi cũng rất thích suy nghĩ của chị. Chị ra đây là con gây me. Con gây me. Con đây, vợ. Đây là con me. Ý không phải là con me mà là con gây me. Chứ me ở đây không phải là cái chữ mẹ đâu mà là me. Thì làm vậy. Ở dưới miền Nam á, người ta nói con gái đẹp là con gái mặn mòi. Là nó phải mặn. Còn trên đây thì con gái nó phải chua chát. Nó chua thì có me thôi, con gái me. Ý ông khen tôi là đẹp như trái me đó. Đúng rồi đó, người cũng hơi chua dữ lắm, lên tâm đi nha. Dạ. Bà nội này sao bà mê tôi, bà bú, bà bấu tôi hoài vậy bà? Không, tôi nói rồi, nó mê bu như lắm. Tay cũng để đúng đỉnh điểm ghê vậy đó. Ghét ghê à. Thôi bà làm gì làm đi, mệt quá. Đó, thấy chưa? Nhây tôi nhây lui rồi nó cũng nhây vô cái người của ông à. Khi quen đường cũ. Dạ. Khi quen đường cũ. Dân tộc mà bò dấu tôi cho nói, có dấu không nói được. Vì là cái này bày rồi, chúng ta phải hội nhập. Ở đây mình nhiều khi là bình thường mình nói tiếng ngang tràng không có dấu. Nhưng mà đôi lúc tôi nói chuyện mà cũng phải nói tiếng miền Nam. Những lúc mà tôi nói tiếng miền Nam là những lúc tôi sống thiệt với giới tính của mình. Sống thiệt với cảm xúc của mình. Mỗi lần cảm xúc dâng trào là nói tiếng miền Nam. Thôi vậy đi cho khỏe. Vậy đi cho khỏe. Ủa gì nay giờ là xong giả tàu hết ha. Giả hết. Giả trời. Thôi giờ mình sống thiệt chung với nhau đi. Dạ, vợ chồng tôi đi. Là sống thiệt tình rồi làm gì có da. Chị da là chỉ có chuyện. lấy con khỉ này ra rồi giết lột da nó thì mới là sống da thôi. Chứ ôi đúng hai vợ chồng luôn á trời ơi. Hai vợ chồng tối ngày cứ đè khỉ ra giết không à. Khổ ghê vậy đó. Ngày xưa thôi, bây giờ hết rồi. Bây giờ nuôi con khỉ da này mệt chết cha rồi còn đã là lột da chi nữa. Rồi, chuyện vậy nè. Tôi nghe nói là con gái của chị á là không có muốn lấy chồng mà nó muốn xuống thành phố á, nó học đại học. Nhưng mà chị nói là con gái học nhiều chi về nhà nó xem thường chồng nó. Cho nên là chị không cho nó học, chị bắt nó lấy chồng. Rồi nhưng mà chị cho tôi lý do đi, tại sao chị không cho nó học? Tôi thì không đi học nên tôi không biết. Đè ra là thất học luôn rồi. Trên dưới nhìn lên nhìn xuống chỉ biết ông chồng thôi, không biết cái gì hết trơn hết. Nhìn vào hai người thấy hai người là không có kiến thức học, cho nên là muốn con đi theo chồng cho khỏe đúng không? Thấy mấy đứa nó học thì cũng muốn cho con đi học. Nhưng mà học ra giờ 3-4 cái bằng rồi nó cũng thất nghiệp như thường. Nó cũng về buôn mình, nó cũng làm cà phê, nó cũng làm rẫy. Học chi cho nhiều. Học cho biết cái chữ, đọc cái báo, đọc chí để chi? Để học hỏi thêm mấy cái kinh nghiệm, phân bón, thuốc men rồi này nọ, lo rẫy vậy cho rồi. Có chồng để chi ly, chi ly. Phải học. Học đến chi? Học về dạy lại thằng chồng. Phải chi, nó học lúc nhỏ thì được. Giờ nó lớn rồi, nó 18, 19 rồi. Học gì nữa? Trời ơi, học học tới tuổi lấy chồng. Mở chứ có gì ở đâu. Tôi nói ông biết là tôi không học hành gì, trên hỏi tôi cái gì tôi cũng biết hết trơn. Các làng này nhất chồng tôi, nhi tôi, cái gì tôi không biết hết trơn. Dạ không, nói được cái nhiều chuyện. Nhìn mặt chị nhưng búp bê bị hư vậy thiệt á. Cảm ơn. Có một mình ông anh kêu tôi búp bê, nguyên cái làng này nó vừa thấy tôi là nó kêu ma dài, ma dài. Chắc là con gái me cũng giống như con gái. Không con, con, nó khác. Gái con xinh lắm à. Gái con nó lai con, nó đỡ hơn. Vậy ha. Để kêu nó về. Kêu nó ra coi nó đẹp sao. Thôi đừng có mua nữa, chào già làng.
chào cho đàng hoàng. Dạ. Yeah. Mấy mốt đừng có tấn cái đó vô trong mặt, ngọt lắm nha. Nha. Nè muốn bu không con? Bu luôn. Không, không có chịu con đâu. Tôi biết cô học rất là giỏi. Dạ đâu có. Học giỏi nhất là tiếng Anh. Dạ đâu có. Rồi đâu, nói tiếng Ả Rập tôi nghe coi. Ả Rập, Ả Rập, Ả Rập. À, nó nói Ả Rập rồi. Nãy giờ là con đang bị sống giả tạo đó. Không có. Mình sống thiệt, mình phải nói tiếng Nam. Dạ, Ả Rập, Ả Rập, Ả Rập. Đó, đúng rồi đấy, mình phải qua đúng không? Chào Gia Làng á. À. Chào Gia Làng. Ở đây thì hồi nãy giờ tôi tới đây là tôi hỏi cưới. Để cưới tôi nè. Hả? Cưới tôi. Chào ba, chào mẹ. Ủa gì vậy, cái gì vậy? Đấy, nãy giờ lại hỏi cưới tôi. Vậy là sao, vậy là sao? Tay tôi làm sao? Hả? Chào. Chào. Nó nói là tại sao nó yêu cô mà lại cô đi lấy ông già làng này. Vậy là đây, yêu đây. Đúng. Mà hai ông bà lại hứa là gả đây cho đây. Bây giờ sao, phải giải quyết cái chuyện này cho tôi, để con trai tôi nó không nổi. Nó phát tình bây giờ nó không nói được luôn rồi. Chàng Gia Lào, chàng Gia Lào. Gia Lào là gì? Chàng Gia Lào là chào Gia Làng. À, chào chào Gia Làng. Tại sao hẹn ra bờ suối mà bây giờ còn đứng đây? Cái gì đó? Đây là hẹn. Hẹn ra bờ suối làm gì? Kiếm em bé. Em bé nào ở dưới suối? Kiếm em bé ở trong đây. Ê, bay. Không, đừng có bay. Đi chứ không có bay. Bay, tầm bậy ông nội. Trời ơi. Vậy là không những yêu bên đây mà còn hẹn hò với bên đây, mà còn đòi gả đây cho bên đây nữa. Quen nhau 3 năm rồi. 3 năm rồi. 3 năm. Hẹn bờ suối 385 lần rồi. Không có. Đi ra bờ suối. Không phải. Bây giờ có đi ra bờ suối không? Đứng yên để giải thích. Có đi ra bờ suối không? Trời ơi, đau muốn chết luôn mày đây hết. Nha. Mấy người lộng hành rồi. Ở đây tôi già làng nha, không được qua mặt tôi nha. Dạ xin lỗi già làng, con đi về. Ê, cái thằng đang xanh bỏ đỏ mắt bò mặt ngựa trắng đó, lưới heo kia mày review lại. Mày phải trả lời cái chuyện là sao mày muốn. Nghe quen không? Cái vụ này tôi bị hoài à. Ngày nào nó cũng vô nó chọt, xong nó chạy ra nó chọt. Ra bờ suối đi. Hai đứa tụi bay. Đừng đây đi mày ơi. Bước qua bên đây. Bước qua bên đây. Phải giải quyết cái chuyện này chứ tôi không có chịu được đâu nha. Lạ qua tôi cho khỉ bú hết trơn bây giờ. Cái gì? Nè nha. Hai cái chàng thanh niên nha. Có tin là tao tát một phát á là... Bị sao? Giang bi. Mày có tin là tao tát một phát là đầu mày lật ra sau lưng, đít mày chống vào cổ, mặt mày bổ làm đôi, răng môi mày lẫn lộn không hả? Chào quen ổn. Cái trời. Câu này của bà già già mà à, Thuy Nga ngày xưa bà nói á, bắt trước lại y chang. Wow, cái đó dữ lắm. Có đó mới phần 1, tao còn phần 2. Dạ. Sau khi tát xong tao đấm thêm một phát là ha, hồng toát ra làm 3, da rách ra làm 4, mà cái rốn bung ra làm 5, cầm xòe ra làm 6 ha. Con cháu nhận không ra kêu cha má mày ra bãi ta ma mà hốn xác. Trời ơi. Xin Gia Làng đừng tát con. Con chờ quá. Con đi về. Đi đâu? Mày không đi đâu hết trơn. Mày không phải giữ mày lại đây. Tự nhiên đâu vô đây bao đồng chọt chọt không đi. Đi vô vô ra là không có dễ đâu, ngồi đây nha. Yên chí đi Gia Làng, nó không đi đâu được đâu. Tôi có một bí mật và bây giờ tôi muốn nói ra. Thật ra tôi không phải là Gia Làng. Trời đất ơi. Anh là người yêu của em. Mày không phải Gia Làng. Mày không phải Gia Làng. Mà hồi nãy giờ mày chửi tao. Chửi tao tao. Mày không chửi tao. Bây giờ mày không phải Gia Làng. Tao không biết chứ. Em Khởi My. Đây anh nhắc cho em nhớ. Cái mối tình giữa anh và em. Có một cậu bé mồ côi cha mẹ. Mắt bị lé. Em đừng có chọt vô. Con gái vậy vô duyên lắm. Có một cậu bé mồ côi cha mẹ. Nhưng mà sống với dì ghẻ. Nhưng mà dì ghẻ rất yêu thương cậu bé. Mỗi ngày cậu bé đi làm kiếm tiền về nuôi dì ghẻ. Nuôi bằng cách nào? Đi giao bánh pizza,
Và một ngày nọ đi giao bánh pizza tại một chung cư, và tại đó có một cặp vợ chồng sống thử với nhau. Họ sống thử với nhau rất là chan hòa hạnh phúc. Nhưng một ngày nọ họ cãi lộn. Họ cãi lộn rồi ông bảo vệ mới đứng ra giải quyết cho mâu thuẫn của họ. Giải quyết xong xuôi hai người làm lành, ông bảo vệ trở về ngôi nhà sống yên ấm. Cuối cùng một ngày nọ anh ra chợ gặp em và anh yêu em. Mà có nghĩa là câu chuyện đó là móng tay thôi, mà kể cả nguyên một bàn tay để chi, thêm thắt vô cho câu chuyện thêm sinh động. Mà câu chuyện hết chưa? Hết rồi. Sao gì? Cho trốn nữa. Cho về đi, giải quyết được nhân vật nào đỡ nhân vật đó. Bây giờ tôi ta là Gia Lan. Bây giờ ta nắm quyền Gia Lan. Ừ đợi cái đó vô là cái thằng thanh niên này ở đâu? Ở đâu đây, chót xuống đây vậy? Tôi có thêm một bí mật thứ hai. Thật ra cái bộ tóc đó là của cha ta, và cha ta là già làng. Là ông là ai? Ông là con trai của già làng. Nhưng mà về làng này phải biết nghĩa lễ, qua gặp người ta phải gặp ba gặp má chào hỏi chứ không phải da dớt về giả già làng. Về lực ở đây là không có cho. Hồi sáng già làng bị đau bụng rồi anh cử tôi qua đây. Nhờ tôi thay ba qua đây nói chuyện, tôi mới phát hiện ra một chuyện là làng mình có một cái hủ tục không nên giữ, đó là bắt gả ép cho bằng được. Tôi không muốn như vậy nha chưa. Ê! Còn cái quần ở trong chị ơi. Đó, già làng đó xuất hiện nữa. Người ta có câu à, lấy lực, gì cho ba ta? Lực vua à. Chúng ta nên giữ lại những cái gì mà truyền thống đẹp thôi, còn những cái hủ tục thì nên bỏ nha. Em á nên uống thuốc tăng cường chứ nhớ đi, em bị mất nhận thức rồi đó, không còn nhớ một cái gì nữa hết. Nhớ hết mà. Nhớ gì nói coi. Anh là Gia Lan nè. Rồi đó, hiểu rồi đó, nói vậy lại là mất nhận thức rồi đó. Người ta ở trên thành phố xuống. Dạ, trên thành phố. Đó, trên thành phố xuống mà dám đứng ngang ngửi với tao nói chuyện gì đó. Đó, thấy chưa? Dạ, em xin lỗi. Về uống thuốc đi nha. Trời ơi, con ngồi luôn hả? Người lớn đứng mà sao ngồi ra bày. Dạ, thôi vậy để cho con quỳ đây để xứng đáng để làm con rể. Thôi, được rồi. Nó có cái bụng á, xuống đây. Nếu mà hai đứa bay yêu nhau á, cứ nói đi. Ba gả. Sợ quá nên giấu đúng không? Dạ đúng rồi. Thấy chưa, nói rồi đã nói yêu mà giấu. Thôi được rồi. Nếu mà con thiệt sự yêu á thì bác gả không có sao hết. Bây giờ tao cũng mở mang lắm rồi. Ba, nhưng mà chỉ có một điều á, là theo phong tục á là phải bắt rễ. Dạ. Về để ở rồi lo lắng dạy dỗ trẻ em ở trong bản trong làng được không? Được luôn, với những cái kiến thức mà con học ở dưới Sài Gòn lên đây con làm được hết cho cha luôn. Rồi vậy được rồi, quyết định rồi. À, mai mốt là xuống gặp cha mẹ con làm đám cưới luôn ha. Làm luôn nha. Chào đám cưới không mời đi về đi. Đi về đi. Về đi. Về đi. Về luôn. Dạ bây giờ em hãy sao anh? Em đọc cái này hả? Em coi đọc đi. Dạ. Trời ơi. Những chiếc vỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Ủa anh ghi nãy giờ anh ghi bài hát anh. Mày khùng hả mày? Cái khúc của trong này mày không cho cái bài hát tao đang in đang đi thi tiếng hát của công chức mà. Trong đó kìa. Anh ơi chắc là bây giờ là cái này được hả anh? Trời. Thằng này sao nó hỏi giống dài quá thiệt á. Bây giờ nè, em đừng có hỏi gì nhiều hết, thấy không? Em chỉ biết là bây giờ em đang chạy vô cái chức là trưởng phòng. Dạ, trưởng phòng. Được không? Mà bây giờ em có học gì không? Dạ, học gì là em không có luôn á. Em có bằng gì không? Bằng gì là em không có luôn. Bằng lái xe em còn không có mà. Vậy mà em đòi vô cái chức trưởng phòng. Ba em muốn. Ba em muốn hả? Dạ. Vậy thì cái vụ này chạy hơi bị nặng nha.
Nói chung là nó cái kinh phí là nó hơi bị nặng lắm đó nha anh. Bây giờ vậy mình nói vòng chi cũng mệt, không mấy giờ anh nói thẳng một suột đi là bây giờ anh muốn nhiêu, rồi em về em kêu ba em đưa tiền cho em đưa cho anh luôn. Thôi thì bây giờ vậy nè. Chú tiên là anh thì mình làm việc là mình phải đâu ra đó đàng hoàng nguyên tắc. Dạ. Đầu tiên là em sẽ phải anh sẽ phải lo những cái giấy tờ này cho em. Dạ. Đó, lý lịch này nọ với lại này nọ, rồi những cái mà cái bằng cấp này nọ của em là anh cũng phải chạy trọt nữa. Hiểu chưa? Dạ. Chứ bây giờ mày không có bằng cấp gì hết trơn, làm sao mà tao lo cho mày bình thường được? Bởi vì cái vụ của em nó nặng hơn vụ của người ta là vậy đó. Anh nói thẳng cái chuyện giá cả đi, từ nãy giờ anh cũng còn vòng đó. Bây giờ nè, lo hết này là bây giờ em đưa trước anh bao nhiêu để anh chạy? 30%. 30%. Là nhiêu tiền anh? Là 30 triệu. Anh nói cái gì? Anh mới nói cái gì? 30 triệu? Trời ơi, có phải tôi vừa nghe số 30 triệu? Anh nói chính miệng anh đi, phải 30 triệu không? 30 triệu. Sao rẻ quá vậy? Tôi không ngờ chức dưỡng hồng mà bây giờ đưa trước 30% mà có 30 triệu. Trời ơi, bà nội cha nó làm hết hồn con vía. Trời ơi, vậy mà hôm qua đến giờ ông già của em nói là cái chức này còn khoảng 1 tỷ đó, mà ổng chuẩn bị với em 1,5 tỷ mà trời ơi. Thật ra là vậy nè Hiếu, em ngồi xuống đây. Dạ. Thật ra là cái giá mà làm nó cầu cả tỷ hơn chứ không phải là ít. Dạ. Nhưng mà tại vì anh thấy em là cái đứa con có hiếu. Dạ. Không muốn cho ba mẹ buồn. Dạ đúng rồi anh, em có hiếu mà em tên Hiền nữa. Ừ. Dạ em có hiếu mà nhìn em hiền hiền á, người ta hay kêu em là thằng Hiếu, mà từ vì giống hiền hiền là giống Hiếu Hiền. Bây giờ như vậy nè, nếu mà em đã nói như vậy thì anh sẽ giúp cho em với cái giá không phải là cắt cổ mà 1 tỷ đâu. Em mà ra mà em gặp mấy thằng mà chạy mà lơ tơ mơ là nó ăn em còn cả 2-3 tỷ chứ không phải là 1 tỷ nữa. Dạ đúng rồi, chứ có lớn. Thôi thì á, 30 triệu là đầu tiên là để lót tay cho anh. Cái đó là mình sẽ phải coi như lo người này chút, người kia chút, với lại mấy cái bằng này nọ em phải không? Phải có cái bằng này bằng kia để vô nọ, thí dụ như bằng A, bằng là C tiếng Anh rồi này nọ để vô. Tại em làm trưởng phòng là ít nhất ra em phải có một số bằng. Đầu tiên là phải có cái bằng đại học rồi này nọ em mới có. Anh mấy cái bằng đó anh lo dễ không anh? Thì nói chung là dễ chứ em. Anh lo mẹ có bằng lái luôn được không? Mày lái là em có bằng lái. Bây giờ mình nè, mình làm xong cái này đi rồi mình nói tới bằng lái sao? Dạ. Yeah. Cái bằng lái là cái chuyện rất là dễ, tại vì bằng lái nó rất là rẻ, em hiểu không? Dạ. Yeah. Đó, bây giờ em cứ việc lo cái này cho anh. Em lo cái tiền bạc này nọ đi. Một lời như đinh đóng cột. Một lời như đinh đóng cột. Anh nhưng mà bây giờ em biết là anh một lời như đinh đóng cột rồi. Nhiều khi bây giờ anh lấy xà beng anh nhổ ra cũng không chừng. Cho em hỏi một lời thôi. Chắc không? Chắc ăn không? Mày tên gì? Dạ anh tên Hiếu. To con đẹp trai mà được cái vô duyên quá ha. Bây giờ đừng có nói tới nó lui nữa, mày nói hồi tao bị rối ha. Dạ. Thôi bây giờ anh thề cho mày tin nha. Mày thấy con trai già kia không? Dạ thấy. Già mà áo đỏ kia không? Dạ. Đó, thấy mặt vậy chứ cũng cỡ 70+ tuổi rồi đó. 7. À, ông mới có 56 tuổi. 56 hả? Dạ. Sao mặt háp dữ vậy? Em ở sớm này em biết. Đây, thấy gì chứ, tướng tá của bộ còn ngon nha. Dạ. Sức khỏe anh tốt mà. Tao mà nói với mày mà chỉ cần mà tao nói láo cho nó sai lời á, cho ngã cái đùm ra đất đi. Đừng giọng nói. Ồ sao vừa thề có liền vậy anh? Thề cái gì cha già chứ ông mắc cái gì vậy? Ông mắc cái gì mà tự nhiên ông ngồi ông té hả? Ai xô tao vậy? Ai xô vậy? Tôi đang ngồi tự nhiên ai xô té. Nội để cái chởm tóc là thấy ghét rồi. Ủa anh ơi, anh sao vừa thề ổng vậy, là anh nói thiệt hay nói xạo anh? Bây giờ mày tin tao không? Nếu tin thì làm, còn không tin thì thôi. Dạ em. Mày nghĩ coi tao như vậy nè. Nè tao nói một lời thôi, không bao giờ nói dài dòng. Tướng tao ngắn là tao nói cái gì cũng phải ngắn, không? Bóp 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 bác lấy xong. Được. Thấy không? Tiền tao cho mút, thí dụ giờ tao lường gạt mày. Thì nó kêu mày nói mày đưa cho tao hết 100% đi. Còn này tao lấy chi 30% đầu tiên nó làm gì? Dạ dạ cũng đúng mà, tự nhiên em bây giờ tự nhiên em nghe bóp bóp bác 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 thề té em cũng bóp bóp bác bác cái em hết cũng tin. Thôi trời ơi, tao thiệt mày. Rồi bây giờ vậy nè. Đơn giản một điều thôi, là mày có chịu làm hay không. Còn chứ tao là tao thấy chỗ này là tao hơi bị quê rồi đó. Gì đâu mà uống cà phê gì, ít nhất ra đưa cái cà phê. Trời ơi là trời thiệt. Ngồi cái không khí nó buồn, nó chán gì đâu luôn á. Không ấy, mình đi qua quán khác mình bàn được không anh? Đó, cái đó cái chỗ là nói. Cái chỗ mà mình đi giao dịch này nọ đó, bây giờ em có đem tiền mặt đây không? Dạ có anh ạ. Bao nhiêu? Dạ rồi, tiền mặt của em có khoảng chừng 400 ngàn. Mày đừng có chọc tao nổi nóng mày. Trời ơi, sao giống anh em quá quá vậy.
Mày nghĩ sao vậy? Nó quê, nó có cái chớp nó quê, sao nó mở ra nó cũng vậy vậy? Cái chớp của tôi nhìn là nó modern, hiểu không? Nó hiện đại, nó có chút gì đó mà gọi là xa xỉ phẩm văn hóa chút xíu. Chớp bao giờ cái hèo nàng lạc hậu quá mà. Nè, tao nói cho biết nha, bây giờ có tiền thì làm, còn không có tiền thì thôi. 30 triệu đầu tiên đó là rẻ rồi đó. Dạ anh yên tâm đi, em đi ra ngoài quán cà phê mình bàn xong công chuyện cái là em đi vô ngân hàng em rút tiền em đưa cho anh liền. Anh, nhưng mà anh nhớ là ghi giùm em cái hóa đơn đỏ nghe. Cái gì? Ghi hóa đơn đỏ anh về anh đưa cho ba em. Tao thiệt nãy giờ tao ứa gan mà dữ lắm nha mày. Mày nghĩ sao mà cái tiền mà lo chạy chọn giấy tờ cho mày mà ghi hóa đơn đỏ hả? Tao cầm 30 triệu mày, tao đi dạy vô tao kêu người ta làm cho mày cái bằng này nọ, đặng lót tay bằng giả này nọ, kêu tao ghi hóa đơn đỏ hả? Mượn nội ai ghi cho tao? Đúng rồi, không lẽ cái ghi cái phần lý do thu tao nói là tiền làm bằng giả hả? Vậy giờ cơ có một tờ hóa đơn bị bắt nguyên chùm luôn á. Điên cũng vừa phải thôi. Rồi bây giờ nè, giờ đi được chưa? Dạ được anh. Ngồi đây tao thấy mặt cho già, cái chỏm tóc là tao không ưa rồi. Rồi tao vô đây thấy nó đội vô rồi. Cũng cho hết đi. Vậy về hả? Về bắt tan cái ơi. Nè. Mình bắt kịp được không anh? Tại em sợ mấy anh. Đấy, vậy giờ dứt khoát ra đi phải không? Đi dạ. Qua quán khác uống phải không? Dạ. Để tính tiền cà phê đi. Tôi có hóa đơn đỏ ở đây nè. Đó, đỏ luôn. Mày cần hóa đơn đỏ rồi mày ấy đi. Đó, tính cà phê. Khỏi cần hóa đơn đỏ, nhìn thấy ổng là thấy đỏ rồi. Trả tiền cà phê đi, có hóa đơn đỏ liền. Em trả hả? Ai trả? Ai anh trả không được á? Em đâu có kêu đâu, ảnh kêu mà. Thì ai kêu cũng trả bước ra không ấy thôi à. Ai lo giấy tờ đây mày? Ai lo giấy tờ? Dạ tiền giấy tờ ba em đưa đủ tiền giấy tờ, không có đưa tiền cà phê. Anh trả tiền cà phê. Mày là thân với ổng không? Dạ. Ký sổ cho tao. Chú ơi, cho con ký sổ đi rồi xong rồi con nói với ba con đem tiền tới trả cho chú, hứa với chú không cần lấy hóa đơn luôn, nghe chú. Thực chuyện tiền cà phê chú không thành vấn đề với con. Nhưng mà làm ăn gì cẩn thận nghe con. Ổng đi rồi chú ơi, con cùng máy bay chú ơi. Không được nghe con. Dạ con biết rồi. Thời buổi này nó không coi thông tin báo chí, không coi trên đài truyền hình, cảnh giác quá trời quá đất luôn. Mình khả năng sao mình chọn việc làm vậy? Trời quỷ thần. Nói với tôi tuổi con trâu chứ tôi đâu phải tuổi con ngựa đâu. Mà suốt ngày tôi cứ phải chạy tới chạy lui, chạy hết cái này tới chạy cái kia. Vừa lớp thì hả, chạy tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền chợ. Rồi bây giờ phải lo chạy đi đón con nữa chứ trời ơi trời. Mày đi đầu ngõ ra đây người ta nghe rồi. Làm gì mà con gái mà tối ngày cầm ràm cái miệng đi ra miệng ống ống vậy? Ôi cô tôi nói vậy em ơi, tối ngày cầm ràm hoài à, kệ nó đi. Ừ. Quán xá gì đâu mà để ly nước gì đổ lum la vậy ông? Tại nãy mấy người vô uống kìa, quậy kìa. Chị Năm uống như cũ hả? U như kỹ. Rồi, Tiếp uống gì? Giờ là chỉ có rượu mạnh thôi. Mày khùng rồi á. Quán tao đâu có bán rượu đâu. Tự vô đây. Hỏi tao uống gì thì tao nói tao có nhu cầu uống rượu, không có thôi. Mày quạo đâu mày quạo chứ, tự nhiên vô quán tao mày càm ràm đâu. Bây giờ tao hỏi mày uống gì mày nói uống rượu. Không, tao uống như kỹ luôn. Uống như kỹ á? Con nói với chú nghe, con không tức sao được. Sao tức? Không bực sao được. Con hỏi chú chứ ở nhà có một mình con hà. Tưởng đâu là ha, lo được cái chức vô trong đó cho ổng làm. Tưởng đâu là ở đây là con sẽ được hưởng phước. Mà phước đâu sao con không thấy, con thấy là bây giờ con quạ không hả? Quạ gì? Toàn là quạ tới không à. Đó, bây giờ phải lo chạy tiền nè, trả nợ cho người ta nè. Rồi chạy tiền điện, tiền cơm, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa, tiền học cho thằng Tí, đủ thứ tiền. Có một mình con, rồi bây giờ tưởng đâu chủ nhật ổng ở nhà ổng đi đón con, đi lo cho con, ai ngờ đâu không có. Chủ nhật ổng đi đâu mất tiêu, thấy không? Rồi bây giờ thằng nhỏ đi học thêm còn phải lo chạy đi đón nó nè. Tao không biết bây làm phụ nữ nhà để làm gì nữa. Có một chồng hiền lành thật thà vậy là quý rồi. Nó làm bao nhiêu lương nó đều đưa con hết. Rồi thằng nhỏ nó học trường nào cũng được, phải là trường điểm, trường chuyên, rồi chạy trường. Chạy trường không có tiền á, bắt đầu đi mượn tiền ta. Mượn tiền ta cái không có tiền góp người ta. Phải chạy đầu này, bị người ta dí quá, phải chạy đầu này mượn, mượn đi về trả tiền đầu này đầu kia. Tối ngày vợ chồng cứ mang nợ. Chứ chú thấy nó làm việc như vậy cũng tốt rồi. Chạy việc cho nó làm chi, là tôi mang nợ mang nần. Còn không chừng mốt nó phải ông pháp nữa. Ôi thì tại vì nó hay càm ràm vậy thôi chứ. Chứ thằng Lượng con tôi nó ai vậy? Tự xử luôn ta. Quán này phải quán tôi không? Quán ông mẹ. Mới muốn người làm mới hả? Sao nó vô tự nhiên quá vậy? Ai biết.
chú nhìn cái cách ăn mặc như vậy nè, là người nước ngoài chắc luôn. Mà con biết nước nào rồi? Nước nào? Malaysia. Nước gì mà là lái ra nước không? Nước Mã Lai đó. Malaysia. Malaysia đó. Rồi mày biết qua mày nói chuyện người ta, tự nhiên không vô quán Việt Nam của người ta rồi tự động rồi pha nước ra uống hả? Ơi chú, chủ quán chú qua chú nói chuyện đi, ai biết đâu. Con rảnh con qua nói chuyện với ổng giùm chú đi, tiếng nước ngoài. Trời ơi chú ơi, chú chủ quán chú nói đi, tự nhiên chú kêu con nói. Con còn trẻ, con đi học rồi chú nghe nói má con kể là con học có mấy cái bằng C, bằng D gì tùm lum tà la mà. Đúng rồi. Bằng con chạy cái... Nè bây giờ chú qua chú nói đi, con biết được chữ nào con dịch chữ đó cho. Hả? Ê Du uống Du rinh cà phê. Tự nhiên là gì vậy? Tự nhiên là Nature. Du rinh cà phê Nature. Dân du Mã Lai coi chừng ăn mã tấu. Vô tiền quán tự nhiên rồi. Ở đâu mà tự nhiên tiếng Anh mà có mã tấu á chồng. Chứ giờ vô quán tự nhiên mà. No. No là không. Không vậy. Không là không ăn mã tấu. Ê, không thì phải vô tôi uống rồi phải kêu tôi pha. Uống xong phải trả tiền tôi chứ. Money. Money. No money cần chú. No là không, money là tiền, là ổng là cái giới đầu tiên là ổng không có tiền rồi đó. Còn cần chú là gì con biết chắc là không có tiền không có tiền vô uống rồi chú không hả? Ê đừng có giỡn ông nội. Qua người ta có tiền, có vốn, người ta bán cà phê, uống cà phê, phải trả tiền chứ. No money, mua no money vậy. Trả tiền, uống cà phê, trả tiền, không muốn, không được nha. Đừng vô đi quậy nha. No. Không. Nó nói gì không hiểu luôn, no quậy. Nó nhức đầu quá. Tránh ra, để tôi. Biết không, nói vậy má ơi. Bây giờ mày hỏi đó coi, ổng biết không? Ổng biết tiếng Việt không? Mày hỏi đi. You talking Vietnamese. Ôi giỏi nè. Biết. Ông biết tiếng Việt thì nãy giờ nó nói đi trời. Để tôi hỏi cho. Hey. Ông này nè. Hỏi ông. Muốn uống cái gì để ổng vô ổng pha cho. Chứ đừng có tự ý đi vô làm. Hiểu không? Hiểu. Hả? Ông hiểu kìa. Ông người Việt phải không hiểu tiếng Việt là đúng rồi. Tôi người Việt mà. Nãy giờ tự nhiên mấy người nói tiếng Anh không chứ tôi đâu có nói tôi là người nước ngoài đâu. Ê, ngồi đây nè. Dạ. Người Việt, mình nói người Việt, mình nghe nói người Mã Lai. Dạ, ngồi đi, chuyện nói chuyện của chủ quán nha. Mình là khách thôi nha, mình đừng có lanh quá. Mày lanh gì? Mày nói ông người nước ngoài. Thì ai đúng biết? Ông người Việt. Ông người Việt mà sao ông tự nhiên hả? Ăn mặn vậy người ta tưởng người nước ngoài chứ ai mà người Việt Nam mặc đồ kiểu đó. Giỡn chơi chút xíu rồi làm gì vậy anh Tư? Trời ơi. Ủa sao biết tôi Tư? Tôi nè. Ủa mẹ ơi. Ủa chú Thụ đây hả? Thụ xe ôm nè. Quỳ thần ơi. Vô chồng kẹo tôi làm tôi nãy giờ hết hồn hết vía à. Giỡn chơi chút xíu. Lúc này chạy xe ôm giảm cân hay sao mà người rút lại có chút xíu vậy? Đâu có. Bây giờ chạy xe ôm giờ mình phải nâng cấp vậy đó anh. Ủa xe ôm bây giờ chạy phải nâng cấp. Nâng cấp nó hiện đại lắm. Trời ơi xe ôm của tôi nghe là có điện thoại nè. Đó, đưa rước tận nhà nè. Phía sau á có xài cái loại mà gạt thẻ nữa. Tính tiền qua mạng nữa. Wow. Gạt thẻ đâu chú? Chắc gạt em không nè. Không ơi, cái sao xe kìa chứ phải sao con người tôi. Chú nói chú làm xe ôm thiệt á hả? Má thấy chưa? Người ta làm xe ôm, người ta chạy xe ôm, mà người ta ăn mặc giống như người ngoài hành tinh vậy, má thấy không? Không, ngoài con phải người ngoài hành tinh. Con xin lỗi chú, dạ tại con giận quá. Con làm lại nha chú nha. Làm lại đi con. Má thấy không? Người ta chạy xe ôm, mà người ta ăn mặc như người nước ngoài. Còn trong khi đó chồng con thì sao? Trời ơi đi làm công chức, mà một năm không mua được một bộ đồ mới nữa. Đây mới ngộ á nha. Chồng bay từ nhỏ đến giờ hả được cưng như trứng vậy đó hả được ăn học đàng hoàng
hiền lành chất phác nữa, sao bay cứ so sánh với người này người kia được. Đúng trời rồi ơi, con nói cho má nghe con thiệt á, con là con ruột của má nè, người ta là con rể mà má không binh con, má suốt ngày má đi binh con rể không à, vậy để đổi lại đi, để con làm con dâu cho. Tao có binh ở đâu có, sao nói vậy thôi, mày cứ tối ngày mày càm ràm đó, ai mà chịu cái được. Má mày nói đúng á, nó làm công nhân viên chức thì mặc đồng phục của nó có đồ nó mặc đàng hoàng, còn đây là anh em chạy xe ôm thì anh muốn mặc đồ nổi để người khách người ta chú ý. Trời ơi, nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy, công chức đâu, thằng Luận nó chạy xe ôm chúng tôi mà. Cái gì? Nó có mặc đồ công chức nhưng mà tới cái chỗ bến xe ôm á là nó thay cái bộ đồ này, tôi ăn mặc vậy nó chỉ tôi nè, nó nói chạy xe ôm mình phải ăn mặc cho nó sáng sủa lên như vậy mới có khách. Không mà từ ngày nó qua cái bến xe ôm của tôi nó chạy, tôi với nó chạy bên quận bên kia kìa. À, bây giờ hai chú cháu chạy khách đông lắm. Ủa chú kìa. Chú nói nghe nè, coi chừng chú lộn với ai á, chứ thằng con rể của tôi nó là công nhân viên chức đàng hoàng, sao đi chạy xe ôm được. Trời ơi, nó chạy chung với tôi nè, rể chị là Luận đúng không? Ừ. Nó chạy nhưng mà nó dặn tôi là đừng có nói chuyện nó chạy xe ôm cho gia đình nó biết. Để vậy là nói biết hết ổng nội. Vậy nó dặn gì mà không nghe lời dặn của nó. Nói ra vợ chồng như vợ má nó biết hết rồi. Trời, thôi con biết rồi. Kiểu này là ông Luận ông có vợ bé rồi. Chứ ông đi làm bao nhiêu tiền ông đưa cho con, mà tiền ông đâu có nhiều đâu, lương ba cọc ba đồng, về có bao nhiêu ông đưa con hết, mà con không hề đưa cho ông một cách nào để ông xài hết. Vậy thì ông đi xe, ông chạy xe ôm để ông có tiền riêng, thấy chưa? Ông lấy cái tiền riêng đó ông nuôi vợ bé. Trời ơi trời, Luận ơi là Luận ơi. Bay cứ nghĩ vô cái chuyện của bay không à, bay không nghĩ là tiền bạc bao nhiêu nó đưa bay, rồi bây giờ nó muốn kiếm thêm để nuôi vợ nuôi con thì nó chạy xe ôm. Nó nuôi vợ nuôi con, nó nói với chú là nó chạy xe ôm là ngoài cái giờ nó đi làm việc nó chạy xe ôm là nó kiếm thêm tiền nó trả nợ gì đó. Con không cần biết, con phải đi gặp ổng con hỏi cho ra lẽ cái chuyện này mới được. Khoan từ từ, cái từ từ phải từ từ chứ mày cứ hấp tấp. Từ từ cái gì mà từ từ? Nó thiếu nợ người ta, mà cái tiền thiếu nợ nó đâu nguyên nhân đâu, nó thiếu nợ nó người ta. Nó thiếu nợ là cái hồi đó là nó mượn nợ, rằng nó chạy tiền nó lo công chức công gì đó. Con kể cho chú nghe là vậy nè, hồi đó là vợ chồng con á, nghe theo cái lời thằng cha Tùng Lài đó, là đưa tiền cho thằng trả cả 100 triệu. Cái gì? Tùng Lài là Tài. Thì thằng Tài, thằng Tài mà tại nó lùn cho nên là con kêu nó là Tùng Lài, tại con ghét cái tên Tài con muốn kêu. Tài là Tài lùn đào gạo. Đó, thằng Tài lùn là nó lo cho chồng bay đi vô làm công chức. Nó nói á, là nó sẽ lo cho chồng con cái chức phó phòng ha, cả 100 triệu đồng để con đưa cho nó để đem vô lo chức phó phòng. Mà rốt cuộc chức phó phòng đâu con không thấy, con chỉ thấy là ông chồng con vô ngày nào cũng ngồi coi ba cái đơn từ của người ta đưa tới, xong rồi phân đơn vậy thôi đó, lương một tháng không bao nhiêu tiền hết. Thì cũng tại mày, nó có công ăn việc làm đàng hoàng, tự nhiên mày kêu nó nghỉ làm gì, lo tiền vô công chức làm, rồi bây giờ hả mày càm ràm là sao? Con không biết, bây giờ con phải đi gặp ổng để con hỏi cho ra lẽ tại sao ổng lại làm cái chuyện kỳ cục như vậy. Chú chở con đi qua bên đó gặp ổng đi. Thông cảm, xe chú không có chở gái được con. Nó có chồng rồi. Không, nhưng mà xe tôi. Cái gì đâu mà hoang mang quá vậy anh ơi? Em hoang mang quá. Hồi nãy anh qua quán cà phê, anh thề là anh nói xạo là đèn tắt, anh vừa nói xong đèn tắt cái bụp. Mày không có biết cái gì hết trơn á, nghe không? Mày không thấy cái đèn của nó hả? Coi như là nhện mà bằng nhện mà nó văng, coi như nó đầy trên đó hả? Cái bóng đèn nó cũ lắm rồi. Như vậy nó lựa ngay lúc tao nói nó nổ rồi, nó bể rồi, sao tao biết được? Mày á ha, tao không đẩy mày ra là nó để một cái ót ở trên đầu mày một cái, là giờ này tóc mày chắc nó chợt, tóc làm sao rồi nè. Không anh, cái bỏ qua cái chuyện quán cà phê, bỏ qua bên đi, giờ vô cho tới ngân hàng anh cũng thề. Anh nói nếu mà tao nói xạo là ngân hàng này có cướp, anh vừa nói xong tao la cướp. Em chạy thấy bà nội luôn. Mày bởi vậy mày già, cái đầu mày bự con, mày lớn xác là cao hơn tao mà mày nhát như khỉ, như là con khỉ mà đầu chó vậy hả? Trời ơi trời, tao chỉ em với con khỉ kỳ vậy. Chứ sao? Mày coi mặt mày kìa. Râu ria bậm trợn dòm thiết gớm vậy đó, thân trâu vậy đó. Mày thấy cái gì chút xíu, trời ơi mày chạy cách tao nói, tao dí theo điều cũng học máu vậy đó. Mày cũng biết là chỗ đó bây giờ tao đang quay phim không? Ủa quay phim hả? Ờ. Hèn gì trời ơi, nói ăn cướp em còn nghe cắt quay lại, quỷ nào chạy qua máy. Mày chạy với ai? Ủa con người ta hả, tao quay nguyên một cái bùm lớn thiệt lớn vậy đó, mày chạy qua cái phim của tao, phim mũ chứ đâu phải phim bình thường đâu. Anh ơi anh,
Chê quán tôi rồi. Vậy? Chê quán tôi sao giờ lại quán tôi? Dạ. Ủa, xin lỗi, mình thích mình ngồi ở đâu mình ngồi chứ mắc cười vậy? Dạ, muốn ngồi ngồi. Quán phải chiều khách thôi. Mà giờ có bán phải không? Uống gì nói đi. Xin lỗi, nãy mình uống rồi. Nó hơi nóng rồi nha. Nóng sao? Ủa, vô quán người ta ngồi là phải uống nước. Hả? Ủa, uống đồ là uống sao? Vậy vậy thôi, nếu mà chú nóng thì chú làm hai ly cà phê cũ hồi nãy của tụi con kêu chú bỏ lại đi. Là hết. Này nhớ là xứ nhiệt đới nha. Chúng ta để còn là tan. Còn ly đâu, còn ly cũ. Mua ly mới thì tôi ăn. Gài, đặng mình uống được cái khác. Cái đó là thẳng nhiên thôi. Hai ly trà đá. Muốn làm trà đá làm. 20.000 ly. Vậy thôi. Chú bán buôn cũng được quá ha. Cà phê 10.000 ly, trà đá 20.000 ly. Anh ơi anh, bây giờ tiền em rút ra rồi nè anh. Anh ơi, tiền em rút ra rồi, bây giờ làm sao anh? Rút ra rồi hả? Dạ. Để cho bằng thờ đi. Không lẽ em cúng này hết cho bà nội em sao? Mày ngồi xuống này em tao đi. Mày có ngu cái gì mày cũng ngu chừa chỗ cho người ta ngu chứ. Mày rút tiền ra 30 triệu đúng không? Dạ. Mày rút ra mà để đưa ai? Em đưa cho anh. Chứ mày còn hỏi làm gì? Dạ bây giờ em đưa cho anh. Thì mày đưa cho tao. Dạ. Số tiền mà nói tặng. Ủa chị làm gì vậy chị? Quay phim. Nè mày thấy không? Mày thấy là nổi tiếng không? Dạ. Mày thấy là nổi tiếng không? Đây. Cam. Chị nhớ tap tên em lên Facebook nha chị. Nè. Quay gần vô. Chị ơi chị. Nhiêu tiền? 30 triệu, đúng không? 30 triệu. Chị vậy, chi vậy? Hả? Chi vậy? Chạy giấy tờ. Chạy giấy tờ. Chị ơi, cho em phỏng vấn em vài câu. Dạ, kính chào mấy cộng đồng mạng. Tôi là nickname của tôi là... Thôi bỏ đi, tào lao quá. Ông này mới là cần nè. Đó, mày đâu có nổi tiếng đâu mà mày cứ ấy hoài đây nè. Đó. Cái này con vô. Dạ, đúng rồi, cho đủ mặt, Con vô, chụp chung đi, chụp chung tấm hình cho vui. Đó, bà con thấy không? Đó, đây là những cái hình ảnh mà chúng tôi quay tại trận luôn. Đó, hồi đó là... Ngay quán cà phê tại trận vậy? Ngay quán cà phê. Ngay quán cà phê đó, hình ảnh đẹp luôn. Bắt đầu. Thẩm vấn con. Dạ. Thẩm vấn. Rồi. Đó. Quá đẹp. Chị nấu đây nè. Ngày xưa mới đây này chạy giấy tờ cho tôi. Chạy giấy tờ công chức cho con trai của tôi đúng không? Con rể của tôi. Nè, nói có sách mắt có chứng đàng hoàng phải không? Gì đây là gì nói rõ ràng. Ủa, con gì là giờ con rể hả? Thằng Luận, con rể bả. Nói cho nó nghe thằng Luận bây giờ làm cái gì? Chạy xe ôm. Mày thấy chưa? Nó chạy là mà cái gì? Ủa, xe ôm mà cũng lo tiền mới được chạy ha anh? Đúng rồi, nhờ cậu này nè, giờ con tôi đi ra ngoài đường chạy xe ôm. Đây, mày coi hết nguyên cái hẻm này. Cái dạng đàn ông như kiểu thằng Luận gì đó là cái thằng đó mới là khó kiếm. Nó làm ban ngày làm công chức, ban chiều tối đêm là nó chạy xe ôm làm kiếm thêm. Nó lo cho vợ. Đó. Nhờ cái ơn đức của cậu mà bây giờ thằng con tôi á, nó từ là công chức. Cái gì? Ủa, thằng Luận nó có trái hai mà má là hả? Má cái gì mà má? Tôi bị liệu. Nè, tôi nói lại nè. Từ chồng tôi nha, từ một người làm công chức bây giờ chạy xe ôm chung với cái chú này. Đó, bây giờ ông trả lời sao? Ông nói sao về cái số tiền đó hả? Nói đi. Nói thiệt cho mẹ già giống mẹ mớm. Đó, cái chợm tóc này nè. Nè, nói cho đàng hoàng nha. Tôi sợ một cái là không còn một cọng tóc nào nha. Cô đất ơi, cái người làm gì vậy? Hả? Trời đất ơi, nè, lo tiền để mà chạy công chức cho cái thằng con. Ha? Thằng con của bà, thằng chồng của chị, không? Nó ngu, nó đã vô được công chức rồi thì nó phải biết lòn trên cuối xuống, thấy không? Nó phải chạy đầu này chạy đầu kia để mà nó càng ngày càng lên chức nữa. Chứ đâu phải là tôi lúc nào cũng vẽ đường cho nó chạy à? Còn muốn phải lên nữa, nó phải nói với tôi để chi? Để tôi chạy thêm nữa, đúng không? Cậu nha, cậu đừng có ăn nên nói ngược cái vậy nha. Cậu lấy một đống tiền của người ta bây giờ cậu nói gì mà nghe được quá hả? Nè, anh đi qua đây. Chị ơi, tới em hả chị? Đúng rồi, nè. Quay, anh đưa tiền làm gì? Em nói dữ nữa. Em đưa tiền cho anh để anh chạy chức cho em. Chồng của tôi ngày xưa ổng hứa là chạy chức phó phòng mà bây giờ ra làm xe ôm rồi đó. Thì anh nghĩ đi, ổng nói ổng chạy cho anh cái chức trưởng phòng rồi sau này anh sẽ ra anh làm gì? Trời ơi, chứ chết tôi rồi. Anh sao em? Anh lo cho người ta phó phòng mà giờ người ta chạy xe ôm mà em cũng căng quá. Không mấy giờ cho em xin lại tiền đi anh, em về em đưa ba em nói thiệt. Đưa đây. Mày lại nhảy ra nhảy, mày còn hơn là ba nữa à? Mày á, nghe, mày
mày đưa cái đầu xuống coi, đưa cái đầu xuống. Ủa sao anh tán đầu mà anh tán xuống tới mặt em hay? Mày vừa phải đó nghe chưa? Tiền nào mày đưa tiền tao nào? Ủa anh nói gì kỳ vậy? Hồi nãy em mới đưa tiền anh xong á chị, em mới đưa anh 30 triệu rõ ràng. Dạ anh nói không có là sao anh? Đâu, bằng chứng đâu? Đi ra. Ê chị ơi, chị lấy lại công đạo giùm em đi chứ em. Công đạo hả mày? Công đạo em hoài luôn cơ. Trước tiên á, muốn làm cái gì phải đứng lên nói chuyện với người ta đàng hoàng, nghe chưa? Đứng lên nói chuyện với người ta đàng hoàng chứ ngồi như vậy người ta nói người ta cúi xuống mỏi cổ, nghe chưa? Đứng lên. Nói chuyện với tao khi dễ người ta quá vậy? Nó đứng nãy giờ. Nãy ghế rồi đây. Đứng nãy giờ đứng rồi đó. Nó đứng rồi. Khoan để tôi vô cận cái ghế. Đó, vậy đi. Ê con mớm kia. Sao? Đây là tiền của ai? Tiền của ổng. Vậy sao mà đòi? Mày là vợ nó hả? Thấy chưa? Chơi hàng dài hả? Gài gì? Hả? Tôi nói cho ông nghe, ông lường gạt má con tôi thôi như vậy là đủ rồi. Ông đừng có lường gạt thêm một người nào nữa hết. Ông trả tiền cho người ta đi chứ. Đúng rồi, trả đi anh ơi, ông trả em khóc tới chết luôn á. Ông trả đi giao lên chính quyền. Thôi bằng chứng tôi thâu trong máy hết trơn trội rồi. Đúng rồi. Máy đâu? Đó, bằng chứng đây nè con. Trời ơi, cái mặt nó bận quá. Ê, cái này chơi quay lén hả? Không có, tao quay trước mặt này. Có chừng nó vô điện thoại đó. Hả? Nè, đừng có giỡn mặt nha. Trời chịu đá đủ rồi con. Mày giả bộ bè lũ phải không? Bè lũ mày mời ra đây đặng mà quay lén người tao rồi phải không? Đâu có đâu, em đâu có bè lũ đâu chị. Chị nói mà em đi chị. Em bây giờ em chỉ muốn lấy tiền lại thôi. Bây giờ anh trả tiền cho tôi đi. Tiền thì bây giờ trả mày nè, có gì đâu. Đó, nó nhờ tôi làm nhưng mà tôi không chấp nhận cho nên tôi trả tiền lại cho nó. Mọi người cũng làm chứng rồi phải không? Rồi xong chuyện tôi đi về. Ê, đâu có dễ dàng vậy được. Bây giờ trả tiền cho người này xong rồi, bây giờ tới cái tiền của tôi thì sao? Hả? Trả tiền lại đây cho tôi. Gì vậy? Gì vậy cái con mớm hung dữ? Chồng của em á là bây giờ cũng là công chức đúng không? Đúng không? Nhưng mà tại vì nó ngu, nó không biết lòn cuối, bây giờ nó ngu rồi nó chịu chứ sao? Nè, nói cho mấy người biết, đừng có hòng mà triệt tôi. Trong đời này mà còn có những thằng mà không chịu ăn, không chịu học mà còn mơ tưởng nó chức trưởng phòng, phó phòng như kiểu thằng này thì cuộc đời với những thằng như tôi sẽ trường tồn mãi mãi.